Hội thảo trực tuyến Trung tâm IVF Vinmec Tham City vững vàng hội nhập là một trong các hoạt động chào mừng 10 năm thành lập hệ thống Vinmec. Mở đầu cho chương trình hội thảo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Phùng Nam Lâm, Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn của hệ thống y tế Vinmec khai mạc hội thảo. Xin kính mời. Xin kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Thay mặt ban lãnh đạo hệ thống y tế Vinmec và ban tổ chức hội thảo, tôi xin được nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu và các đồng nghiệp đến tham dự hội thảo hôm nay. Hệ thống y tế Vinmec vừa tròn 10 năm thành lập. Trong suốt 10 năm đó, Vinmec đã phấn đấu không ngừng nghỉ để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, cải tiến các quy trình, các mô hình chăm sóc, trăn trở với các khó khăn và các nhu cầu thực tế khám chữa bệnh để nghiên cứu phát triển các kỹ thuật mới chuyên sâu để có thể chăm sóc người bệnh ngày một tốt hơn. Chuyên ngành hỗ trợ sinh sản cùng với nhiều chuyên ngành khác của Vinmec như sản khoa, y học bào thai và sơ sinh thực sự đã trở thành những điểm sáng tự hào của Vinmec. Đặc biệt với ý nghĩa chăm sóc sức khỏe từ sớm, đầu đời và chăm sóc cho thế hệ tương lai. Trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec được thành lập ngày 1 tháng 11 năm 2014. Qua hơn 7 năm hoạt động, đội ngũ chuyên gia hỗ trợ sinh sản của Vinmec đã phấn đấu không ngừng, cần mẫn và nỗ lực làm việc và thực sự đã đem lại những niềm vui hạnh phúc và hiện thực hóa giấc mơ cho rất nhiều gia đình hiếm muộn con. Với lợi thế có sự hỗ trợ chặt chẽ của các chuyên ngành, chuyên khoa, sản, y học bào thai, sơ sinh, khối di truyền y học, ngân hàng mô sinh học, viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen, trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec đã từng bước lớn mạnh và trở thành một trong các trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu của Việt Nam. Trung tâm đã phát triển và vượt trội về rất nhiều lĩnh vực quan trọng của chuyên ngành. Có thể kể ra một số các cái lĩnh vực quan trọng như là cá thể hóa điều trị những trường hợp thất bại làm tổ nhiều lần thông qua ứng dụng điều trị phương pháp tiên tiến, ứng dụng chẩn đoán rối loạn miễn dịch vào thời gian làm tổ của phôi, tìm cửa sổ làm tổ thích hợp, xét nghiệm nhuộm hóa mô miễn dịch niêm mạc tử cung CD 138, ứng dụng siêu âm 3D khảo sát buồng tử cung và siêu âm Doppler để đánh giá hình thái và tế máu niêm mạc tử cung, soi buồng tử cung chẩn đoán và can thiệp đặc biệt cho nhóm người bệnh có khuyết sẹo mổ đẻ cũ thất bại chuyển phôi, ứng dụng mô hình lựa chọn phôi tiên tiến để lựa chọn phôi tốt nhất cho khách hàng, sàng lọc di truyền tiền làm tổ và chẩn đoán bệnh thalassemy, phối hợp với ngân hàng mô học lưu trữ các tế bào và mô sinh sản. Những nỗ lực không ngừng nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến đã đưa tỷ lệ thành công của mỗi chu kỳ IVF tại trung tâm ngang bằng với các trung tâm hàng đầu ở Việt Nam và tại các nước tiên tiến trên thế giới. Tỷ lệ có thai lâm sàng chung là 52%, tỷ lệ thai lâm sàng có sử dụng time-lapse và BGTA đã lên tới 60%. Đó là thành tích và sự nỗ lực vô cùng tự hào của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec và của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo hệ thống y tế Vinmec, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và xin được chúc mừng chuyên ngành hỗ trợ sinh sản của Việt Nam. Với niềm tự hào về thành tích và sự phát triển của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản, tôi xin khai mạc hội thảo trực tuyến Trung tâm IVF Vinmec Tham City vững vàng hội nhập với 3 nhóm chủ đề: chiến lược trong phẫu thuật nội soi và điều trị vô sinh, đối sinh hiếm muộn, cập nhật các tiến bộ trong điều trị vô sinh nam, ứng dụng các kỹ thuật mới trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Nhân dịp này, tôi xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Jean-Clément Charles đã luôn đồng hành và có đóng góp quan trọng vào xây dựng trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec Tham City. Xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ Jean-Luc Pouli, trường đại học Clermont-Ferrand của Pháp, đã nhận lời tham dự và báo cáo cho hội thảo. Xin được cảm ơn các chuyên gia, các báo cáo viên của Việt Nam và của Vinmec đã tham dự, báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn công ty G Việt Nam đã tài trợ cho chúng tôi tổ chức hội thảo này. Xin chúc cho hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin kính chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của tiến sĩ Phùng Nam Lâm đã biểu dương những thành tích của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản trong 7 năm qua. Để mở đầu cho chuỗi hội thảo trực tuyến Trung tâm IVF Vinmec Tham City vững vàng hội nhập diễn ra trong 3 tuần liên tiếp của tháng 1 năm 2022, tôi xin giới thiệu phiên hội thảo đầu tiên với chủ đề cập nhật tiến bộ trong phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh. Mở đầu là nội dung lạc nội mạc tử cung và vô sinh do giáo sư
Jean-Luc Pouli trình bày. Xin giới thiệu với các bạn, ở đầu cầu tại Pháp có tiến sĩ bác sĩ Jean Clemenceau, nguyên là giám đốc trung tâm IVF vùng Grenoble, người đồng nghiệp thân thiết và đáng kính của chúng tôi, một trong những người tham gia xây dựng nền móng cho trung tâm IVF Vinmec. Ông đã làm việc tại trung tâm của chúng tôi hơn suốt 7 năm qua. Rất vui mừng giới thiệu tiến sĩ Sa đã tham gia điều hành phiên đầu tiên cùng tôi. Dr. Sa sẽ giới thiệu về người đồng nghiệp giáo sư Poli. Vâng, trân trọng xin kính mời bác sĩ Jean Clemenceau. Xin chào mọi người ạ. Xin chào mọi người ạ. Mọi người có nhìn thấy bác Sa không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ Hương. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi rất vui và vinh dự được giới thiệu buổi hội thảo ngày hôm nay về phẫu thuật trong quản lý vô sinh. Rất vui vì từ năm 2014 cho đến nay, tôi đã tham dự xây dựng trung tâm IVF với bác sĩ Tô Minh Hương và bác sĩ Lê Phương Lan. Hiện tại thì trung tâm IVF Vinmec là một trong những dịch vụ hàng đầu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, và tôi thực sự tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được. Thật vinh dự cho tôi khi được là đại diện trong nhóm bác sĩ người Pháp giới thiệu về buổi hội thảo ngày hôm nay về phẫu thuật trong nội soi điều trị vô sinh. Nếu tôi đặt buổi hội thảo ngày hôm nay trong một bối cảnh tổng quát hơn, tôi sẽ nói rằng từ lâu thì phẫu thuật đã là một giải pháp duy nhất hoặc là một trong những giải pháp chính để điều trị vô sinh, chủ yếu là trong các trường hợp bất thường về vòi tử cung và tử cung. Với sự phát triển của IVF trong gần 40 năm nay, các chỉ định phẫu thuật đã ngày càng giảm dần và chỉ định IVF ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, phẫu thuật vẫn giữ một vị trí quan trọng. Và trong buổi hội thảo chiều nay, chúng tôi muốn quý bác sĩ tập trung vào hai chỉ định vẫn còn phù hợp cho bệnh nhân đến làm IVF, bao gồm phẫu thuật nội soi cắt nang lạc nội mạc tử cung và phẫu thuật nội soi buồng tử cung sửa xẻ mổ đẻ cũ. Để nói với chúng ta về phẫu thuật nội soi lạc nội mạc tử cung, tôi rất vui được giới thiệu giáo sư Jean-Luc Pouli đến từ Clermont-Ferrand ở Pháp. Tại Pháp thì Bệnh viện Đại học Clermont-Ferrand là một trung tâm đi đầu trong việc bắt đầu và cải tiến phẫu thuật nội soi qua các năm. Giáo sư Pouli là giáo sư chuyên ngành sản phụ khoa. Ông đã từng là trưởng khoa y học sinh sản tại Bệnh viện Đại học Clermont-Ferrand. Ông là chuyên gia về công nghệ hỗ trợ sinh sản và phẫu thuật nội soi. Ông cũng là cựu chủ tịch của một số hiệp hội IVF tại Pháp trong vòng 15 năm qua, đặc biệt là tổ chức đăng ký IVF của Pháp hay tổ chức FINAC, nơi mà chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm để đánh giá hoạt động IVF tại Pháp. Ông cũng được bầu làm phó của tổ chức ESPRE tại Pháp. Ông là thành viên của đại lý Biomedicine tại Pháp và ông đã xuất bản khoảng 300 bài báo, chủ yếu là về phẫu thuật nội soi và lạc nội mạc tử cung trong IVF và dịch tễ học vô sinh. Sau đây thì xin mời giáo sư Pouli sẽ trình bày về phương pháp điều trị nội soi lạc nội mạc tử cung theo đánh giá và phân loại tổn thương nội mạc tử cung, cũng như chiến lược điều trị và các chỉ định phẫu thuật liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm tương ứng. Xin mời giáo sư Pouli ạ.
Xin cảm ơn bác sĩ Sa. Tôi và bác sĩ Sa đã làm việc cùng nhau trong một thời gian rất là dài và cảm ơn những lời rất tốt đẹp mà bác sĩ Sa vừa nói về tôi. Tôi rất vinh dự ngày hôm nay được là người đầu tiên được trình bày về bài trình bày đầu tiên trong chuỗi hội thảo của trung tâm IVF Vinmec. Và bài trình bày của tôi hôm nay sẽ nói về lạc nội mạc tử cung và điều trị vô sinh hiếm muộn. Tôi sẽ bắt đầu bài trình bày của tôi. Mọi người có thể nhìn thấy bài trình bày của tôi trên màn hình không ạ? Đầu tiên thì câu hỏi được đặt ra là nguyên nhân của lạc nội mạc tử cung là gì? Có rất là nhiều những cái giả thiết được đặt ra về nguyên nhân của lạc nội mạc tử cung, nhưng cho đến nay thì nguyên nhân của lạc nội mạc tử cung vẫn chưa được biết rõ. Những giả thiết được đặt ra có thể là do nhiễm độc, do các yếu tố về gen, do các yếu tố tự miễn, hoặc là do nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Và vì thế mà không có phương pháp điều trị dựa trên nguyên nhân dành cho lạc nội mạc tử cung. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là lạc nội mạc tử cung có gây ra vô sinh hay không? Thì chúng ta có những đã nghiên cứu về điều này. Marcos và Parazini đã nghiên cứu về lạc nội mạc tử cung giai đoạn 1 và 2 thì thấy rằng tỷ lệ sinh sống trên nhóm bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung không điều trị lần lượt là 17,2% và 22,2%. Tuy nhiên thì con số này vẫn còn rất xa so với tỷ lệ có thai nói chung là 80-90%. Với lạc nội mạc tử cung giai đoạn 3 và 4 thì Adamson đã tiến hành một nghiên cứu và đưa ra tỷ lệ có thai ở nhóm không được điều trị là 3% và so sánh với cả 40% ở nhóm lạc nội mạc tử cung có điều trị. Như vậy thì chúng ta thấy là ở nhóm có điều trị thì tỷ lệ sinh sống đã bị giảm rõ rệt so với cả nhóm được điều trị lạc nội mạc tử cung. Chúng ta có thể được chẩn đoán lạc nội mạc tử cung theo cách nào? Thì thường là nội mạc tử cung được chẩn đoán dựa trên nội soi khi chúng ta nội soi vô sinh kiểm tra hai vòi, hoặc là nội soi trong 3 tháng đầu của thai kỳ, hoặc là trong khi mổ lấy thai thì có thể phát hiện lạc nội mạc tử cung. Tỷ lệ có thai tự nhiên sau phẫu thuật nội soi vô sinh ở người bình thường là 25%, còn ở người có lạc nội mạc tử cung giai đoạn 1 đến 2 là 20%. Khả năng sinh sản tự nhiên ở người đã có lạc nội mạc tử cung là khoảng 60%. Điều này đã được Winston Harris nghiên cứu. Tuy nhiên thì nghiên cứu này được thực hiện chủ yếu là những người có lạc nội mạc tử cung ở giai đoạn 1 đến 2. Có rất ít và dữ liệu rất hạn chế về lạc nội mạc tử cung ở những giai đoạn muộn hơn. Và có vẻ như là tỷ lệ vô sinh thì tăng lên ở nhóm có lạc nội mạc tử cung nặng. Vì vậy có thể kết luận rằng lạc nội mạc tử cung là một yếu tố gây giảm khả năng sinh sản của người. Vậy thì sinh lý bệnh của lạc nội mạc tử cung liên quan đến vô sinh như thế nào? Hay lạc nội mạc tử cung có thể gây ảnh hưởng đến vô sinh như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy là khi mà lạc nội mạc tử cung thì do các khối u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng hoặc là vòi tử cung gây dính. Điều này thì sẽ gây nên vô sinh cơ học, có nguyên nhân cơ học chiếm khoảng 5-10% các trường hợp vô sinh. Còn ở các trường hợp không có khối u lạc nội mạc ở buồng trứng hoặc vòi tử cung thì nguyên nhân gây ra giảm khả năng sinh sản là gì?
thì có nhiều nghiên cứu đã nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên thì vẫn chưa có một giả thiết nào được thống nhất. Và khi mà có lạc động mạc tử cung thì gây nên bất thường ở rất nhiều mặt, ví dụ như là gây viêm, gây nên bất thường hệ tự miễn hoặc là sự chết của tế bào. Các bất thường xảy ra khi mà có lạc động mạc tử cung thì bao gồm có sự cấy ghép và phát triển của các tổ chức nội mạc ở bên ngoài tử cung đã được gia tăng với các mô và tế bào đặc hiệu của nội mạc tử cung. Các bất thường này thì bao gồm là sinh tổng hợp và tăng cường sự sinh tổng hợp và chế tiết của steroid, bất thường biểu hiện của các receptor hormone bao gồm biểu hiện quá mức của receptor estrogen và aromata, sự đáp ứng kém của receptor progesterone, từ đó gây nên sự phát triển và kéo dài dai dẳng của khối u lạc nội mạc tử cung. Và giả thiết đưa ra ở đây là có một bệnh lý đã khởi đầu của nội mạc tử cung làm kích thích sự cấy ghép của các mảnh tế bào nội mạc, có thể là ở trong các máu kinh và đưa ra ngoài ổ bụng theo đường phổi tử cung và từ đó gây ra lạc nội mạc tử cung. Tuy nhiên thì đó rất là những giả thiết và nguyên nhân chính xác hay là cơ chế chính xác của lạc nội mạc tử cung thì vẫn chưa được biết đến. Có một số giả thiết được đưa ra có thể hay gặp là giả thiết từ chối, hay là có thể hiểu giả thiết này là làm giảm khả năng làm tổ, làm tăng khả năng sảy thai và làm giảm dự trữ của buồng trứng trong bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung. Một giả thiết thứ hai là giả thiết về việc kháng tinh trùng. Thì giả thiết này ít được chứng minh hơn là giả thiết từ chối ở phía trên. Và có thể lạc nội mạc tử cung có thể ảnh hưởng đến sự trưởng thành của noãn. Để chuẩn đoán lạc nội mạc tử cung thì chuẩn đoán được lạc nội mạc tử cung khá là đơn giản. Chúng ta có thể thấy những cái nốt lạc nội mạc tử cung đặc trưng ở âm đạo hoặc là ở tử cung, hoặc các khối u buồng trứng được phát hiện dựa trên siêu âm. Vậy nếu như chúng ta không thể thấy khối lạc nội mạc tử cung ở các trường hợp khác thì làm như thế nào? Và liệu có nên tiến hành nội soi thăm dò một cách thường quy ở trên những bệnh nhân đến khám vì vô sinh hiếm muộn để kiểm tra xem có lạc nội mạc tử cung hay không không vẫn còn là một câu hỏi. Học viện Sản phụ khoa Quốc gia Pháp đã đưa ra khuyến cáo 2007 đến 2017. Họ khuyến cáo rằng trong các trường hợp có triệu chứng khám lâm sàng có bất thường hoặc là siêu âm thì thấy bất thường thì nên tiến hành nội soi chuẩn đoán ngay. Còn nếu trong các trường hợp không có triệu chứng và siêu âm không thấy phát hiện gì bất thường thì có thể tiến hành kích trứng tiến hành IUI ngay. Khi phẫu thuật nội soi và điều trị thì nội soi nói chung khá là đơn giản và có thể nhìn thấy rõ ràng có lạc nội mạc tử cung hay không. Tuy nhiên thì có thể trong các trường hợp khó thì chúng ta có thể gặp trường hợp dính toàn bộ tiểu khung hoặc là có hạch ở rất sâu. Và có thể trong một vài trường hợp chúng ta phải lấy sinh thiết ở những vị trí rất khó, như là ở phúc mạc, mạc nối lớn, hoặc là ở chính khối lạc nội mạc tử cung. Vậy thì phân loại giai đoạn của lạc nội mạc tử cung như thế nào? Thì trên đây các bạn đang nhìn thấy là bảng phân loại của AFS về lạc nội mạc tử cung.
chúng ta có 4 giai đoạn của lạc động mạc tử cung, từ 1 cho đến 4. Phân loại này thì dựa vào chủ yếu là đặc điểm giải phẫu của khối u lạc nội mạc tử cung. Vì vậy mà giá trị dự đoán là khá thấp trong các trường hợp vô sinh và hiếm muộn. Tuy nhiên, khi mà số điểm AFS này lớn hơn 70% thì có nghĩa là lạc nội mạc tử cung đang ở giai đoạn rất nặng. Và ngưỡng cắt off 70 điểm này được nghiên cứu bởi chính tác giả Foley vào năm 1992. Có một loại phân loại khác về chỉ số sinh sản liên quan đến lạc nội mạc tử cung, hay viết tắt là EFI. Thì phân loại này có được phát triển bởi Adamson vào năm 2010. Phân loại này có đưa thêm sự mở rộng hay là sự phát triển của khối u lạc nội mạc tử cung và các yếu tố vô sinh khác vào trong bản phân loại. Và phân loại này thì có giá trị dự đoán trong vô sinh hiếm muộn và đã được chứng minh bởi 7 cái nghiên cứu độc lập khác. Vậy thì điều trị đầu tay của lạc nội mạc tử cung là gì? Theo kinh nghiệm của tôi thì đã trải qua rất nhiều năm, thì điều trị đầu tay dành cho lạc nội mạc tử cung chính là mổ nội soi. Điều trị nội soi phải được là điều trị đầu tay trong đại đa số các trường hợp lạc nội mạc tử cung. Điều này đã được khuyến cáo bởi Học viện Sản phụ khoa Pháp và tổ chức ESRE. Và điều trị bằng phẫu thuật nội soi thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn so với trong các trường hợp không điều trị gì. Nghiên cứu của Marcos và Parazini và một nghiên cứu phân tích tổng hợp hệ thống của Jacobson đã chứng minh việc này rất hiệu quả với lạc nội mạc tử cung giai đoạn 1 và 2. Đây là một bảng kết quả trong nghiên cứu của ông Marcos. Chúng ta có thể thấy rằng ở nhóm bệnh nhân được điều trị bằng phẫu thuật nội soi thì tỷ lệ có thai diễn tiến là 29,1%. So sánh với tỷ lệ có thai chỉ là 17,2% ở nhóm bệnh nhân không điều trị gì. Và sự khác biệt này thì có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Vì vậy mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng điều trị bằng phẫu thuật thì có thể cho phép sự phục hồi dù chỉ là một phần hoặc là có phần hạn chế thì vẫn có thể phục hồi được khả năng sinh sản của bệnh nhân bằng điều trị phẫu thuật nội soi. Vậy thì phẫu thuật nội soi cho lạc nội mạc tử cung có phức tạp hay không? Thì chúng ta có thể thấy là các ca phẫu thuật lạc nội mạc tử cung có thể từ đơn giản cho đến rất phức tạp. Và việc đánh giá trước phẫu thuật có thể đánh giá bằng MRI để có thể biết được là ca phẫu thuật đó có thể là đơn giản hay là phức tạp. Tuy nhiên thì có một vài tai biến có thể xảy ra trong phẫu thuật nội soi lạc nội mạc tử cung, bao gồm thay biến trong mổ là chảy máu, nhiễm trùng hoặc là tổn thương ruột, tổn thương bàng quang. Biến chứng lâu dài sau phẫu thuật có thể là làm giảm, gây suy giảm dự trữ buồng trứng hoặc là ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và tiết niệu. Và phẫu thuật này thì cần bác sĩ rất chuyên khoa và lành nghề để có thể thực hiện phẫu thuật. Và người ta đã có tính toán rằng trên thế giới thì trong bán kính 100 km thì chỉ có một bác sĩ chuyên khoa có thể thực hiện được phẫu thuật này, và cái số lượng này thì nhiều hơn ở các thành phố lớn.
Và tôi thì cũng là một trong những người đã mổ rất nhiều những cái trường hợp lạc nội mạc tử cung. Tôi bắt đầu mổ các trường hợp lạc nội mạc tử cung từ khoảng 30 năm trước. Và rất nhiều điều thay đổi cho đến bây giờ. Về phẫu thuật lạc nội mạc tử cung thì thành thật mà nói là không có kỹ thuật lớn nào được phát triển mới trong vòng 15 năm qua. Ví dụ như kỹ thuật laser CO2 đã được phát triển từ năm 1982. Và cho đến bây giờ thì cũng không có nhiều thay đổi. Có nghĩa là trong vòng 40 năm thì kỹ thuật này không có nhiều điều thay đổi và cải tiến. Kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật tia plasma thì cũng đã được phát triển vào năm 1998. Tuy không có kỹ thuật lớn và mới nào được phát triển trong khoảng thời gian vừa qua, tuy nhiên thì đã, phẫu thuật lạc nội mạc tử cung hiện nay đã có ít biến chứng hơn. Có thể là do hai lý do. Lý do thứ nhất là phẫu thuật viên có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng tốt hơn. Và lý do thứ hai là chúng ta ít phải lặp lại các phẫu thuật hơn mà chỉ cần một phẫu thuật duy nhất. Vì vậy mà concept được đặt ra ở hiện tại là chỉ phẫu thuật một lần duy nhất cho bệnh nhân lạc nội mạc tử cung. Về kết quả của phẫu thuật lạc nội mạc tử cung thì có rất nhiều những nghiên cứu đã được publish về kết quả của phẫu thuật lạc nội mạc tử cung thì con số thành công là từ 20% cho đến 80%. Và những nghiên cứu này thì có rất là nhiều những cái sai số khác nhau và có rất nhiều sự khác nhau, chủ yếu là việc lựa chọn các bệnh trong các nghiên cứu, sự loại trừ các điểm loại trừ cho đối tượng của các nghiên cứu, việc mang thai và sinh sản. Và đến hiện nay thì chỉ có hai cái nghiên cứu lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên được tiến hành là của Marcos và Parazini. Có một nghiên cứu lâm sàng, hay từ đây tôi sẽ viết tắt là nghiên cứu ERA, đã đưa ra kết quả là 28%, tỷ lệ có thai là 28% sau phẫu thuật lạc nội mạc tử cung. Và có một nghiên cứu lâm sàng có đối chứng khác thì đưa ra tỷ lệ có thai sau phẫu thuật lạc nội mạc tử cung là từ 25% cho đến 35%. Tựu chung lại thì ở trong y văn chúng ta có thể lấy một con số tỷ lệ sinh sống sau phẫu thuật lạc nội mạc tử cung là 24%. Tuy nhiên, trong các trường hợp mà chúng ta thấy các nốt lạc nội mạc tử cung ở âm đạo hoặc hậu môn thì chúng ta có 3 cái kết quả nghiên cứu. Thứ nhất là nghiên cứu của Donne thì đưa ra tỷ lệ sinh sống là 58%. Phân tích tổng hợp của Vaserini thì đưa ra tỷ lệ sinh sống là 24%. Còn nghiên cứu ERA đưa ra tỷ lệ sinh sống là 28%. Vậy thì những cái yếu tố nào có thể làm ảnh hưởng đến kết quả của phẫu thuật nội soi lạc nội mạc tử cung? Chúng ta có những yếu tố bao gồm tuổi, chủ yếu là phụ nữ trên 38 tuổi. Yếu tố tiếp theo là thời gian vô sinh thì tiên lượng sẽ nặng hơn nếu như thời gian vô sinh là trên 5 năm. Tuy nhiên thì giai đoạn của lạc nội mạc tử cung ít có ảnh hưởng đến kết quả của phẫu thuật. Loại lạc nội mạc tử cung
phân loại lạc nội mạc tử cung cũng có ảnh hưởng đến tỷ lệ phẫu thuật. Trong đó thì trong các trường hợp lạc nội mạc tử cung có dính thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực nếu có dính nhiều ở vòi tử cung và buồng trứng. Nếu mà có khối u lạc nội mạc tử cung thì thường có những ảnh hưởng tiêu cực nếu khối u lạc nội mạc lớn hơn 6 cm. Kết quả của nội soi, phẫu thuật nội soi lạc nội mạc tử cung còn có liên quan đến việc có kết hợp với các yếu tố gây ra vô sinh khác hay không và liên quan đến chất lượng của phẫu thuật. Quay lại với chỉ số sinh sản liên quan đến lạc nội mạc tử cung hay là chỉ số EFI. Chỉ số này được phát triển bởi Adamson vào năm 2010 và chỉ số này bao gồm tuổi, thời gian vô sinh là nguyên phát hay thứ phát, có lạc nội mạc tử cung có ảnh hưởng đến chức năng vòi tử cung và buồng trứng hay không. Tuy nhiên thì phân loại này khá là khó để áp dụng. Quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình chính là cách để chấm điểm chỉ số EFI. Chúng ta bao gồm hai chỉ số chính là chỉ số về bệnh sử và chỉ số về phẫu thuật. Chỉ số bệnh sử bao gồm tuổi, số năm vô sinh, phân loại vô sinh. Sau đó chúng ta sẽ tính tổng của các chỉ số này với nhau. Chỉ số phẫu thuật thì bao gồm 3 điểm. Chỉ số khác là bao gồm điểm LF, điểm ASS và tổng điểm ASS. Và chúng ta điểm tổng điểm EFI sẽ bao gồm tổng của điểm số bệnh sử và điểm số phẫu thuật. Đây là biểu đồ của tỷ lệ có thai dựa theo sang điểm của EFI. Thì chúng ta có thể thấy là điểm EFI từ 0 đến 3 thì tỷ lệ có thai chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên mà tỷ lệ chỉ số EFI càng cao là 9 đến 10 thì tỷ lệ có thai là lên đến gần 80% sau 36 tháng theo dõi. Đây là một cái bảng trình bày về 3 bệnh nhân khác nhau. Bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân 28 tuổi, vô sinh thứ phát với thời gian vô sinh là 1 năm và lạc nội mạc tử cung ở giai đoạn 2. Thì sau khi mà tính toán bằng điểm EFI thì chúng ta có được cái tỷ lệ vô sinh, tỷ lệ có thai, tỷ lệ khả năng có thai sau 1 năm của bệnh nhân này là 60%. Bệnh nhân thứ hai thì là một bệnh nhân 35 tuổi, vô sinh nguyên phát trong vòng 5 năm, có lạc nội mạc tử cung giai đoạn 3, có dính. Có dính khá nhiều ở cả bên phải và bên trái và có cả nốt lạc nội mạc tử cung. Thì sau khi tính điểm EFI thì khả năng có thai của bệnh nhân sau 1 năm thì chỉ còn 20%. Với bệnh nhân thứ ba là bệnh nhân 36 tuổi, vô sinh nguyên phát trong vòng 5 năm, có lạc nội mạc tử cung giai đoạn 4 với mức độ dính rất là nặng ở cả buồng trứng và cả vòi tử cung và có cả lạc nội mạc tử cung ở trong cơ tử cung. Thì sau khi tính toán điểm EFI thì khả năng có thai của bệnh nhân sau 1 năm chỉ còn 8%.
Vậy thì khi mà phẫu thuật xong thì chỉ có khoảng 70% là có khoảng 70% là vẫn có khả năng không có thai sau phẫu thuật. Vậy thì điều trị ưu tiên thứ hai sau phẫu thuật là gì? Chúng ta nên có một cái phương hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Câu hỏi được đặt ra là khi nào, lựa chọn phương pháp nào và phương pháp có giống nhau cho tất cả bệnh nhân hay không? Thì để trả lời câu hỏi thứ nhất là nên áp dụng cái phương pháp điều trị ưu tiên thứ hai khi nào. Có thể thấy thì tỷ lệ mang thai có thai cộng dồn sau phẫu thuật là 60%, bệnh nhân sẽ có thai sau 6 tháng, khoảng 80% bệnh nhân có thai sau 12 tháng. Vì thế chúng ta có thể thấy rằng nên chờ từ 6 đến 12 tháng sau phẫu thuật để xem là có nên đưa ra phương án điều trị tiếp theo cho bệnh nhân hay không. Và thời gian chờ này thì nên dựa vào tuổi và các yếu tố khác của bệnh nhân. Hơn nữa thì không nên dùng các phương pháp điều trị nội khoa hay là các thuốc để chữa lạc nội mạc tử cung để điều trị, vì có thể là không hiệu quả và thậm chí là có thể gây hại. Phương pháp điều trị đầu tiên chúng ta có thể nghĩ đến là kích thích buồng trứng. Thì một nghiên cứu của Karapaka đã đưa ra so sánh là tỷ lệ có thai ở bệnh nhân lạc nội mạc tử cung nếu như không được kích thích buồng trứng là 2,1% nếu để có thai tự nhiên, nhưng đã tỷ lệ này thì đã tăng lên 6,6% với bệnh nhân được kích thích buồng trứng bằng clomifen và lên đến 17,4% với bệnh nhân được kích thích buồng trứng bởi HMG. Và tỷ lệ có thai cộng dồn thì là 51% ở nhóm bệnh nhân được kích thích buồng trứng so sánh với cả 27% ở nhóm bệnh nhân không được kích thích buồng trứng. Tiếp theo là với IUI thì liệu IUI với có là một chỉ định với lạc nội mạc tử cung hay không? Thì điều này thì vẫn còn khá là nhiều tranh cãi. Bác sĩ Zeller đã làm một nghiên cứu và vẫn còn chưa đưa ra được một kết luận chính xác cho điều này. Theo kinh nghiệm của Dr. Pooley thì với bệnh nhân dưới 37 tuổi không có tái phát lại nội mạc tử cung, không có dính và không có các nguyên nhân gây vô sinh khác thì có 41% có thai sau 3 chu kỳ IUI. Và 3 chu kỳ IUI này thì tương ứng với 2 chu kỳ IVF nhưng mà lại sẽ có chi phí thấp hơn 4 lần. Nghiên cứu của Van der Hoek năm 2014 thì đưa ra tỷ lệ sinh sống là 40% với các bệnh nhân có được kích thích buồng trứng và bơm IUI so sánh với cả 17% với những bệnh nhân chỉ bơm IUI không mà không kích thích buồng trứng. Một phương pháp điều trị tiếp theo có thể nghĩ đến cho bệnh nhân lạc nội mạc tử cung là phẫu thuật lại lần hai. Thì chúng ta thấy là có một vài nghiên cứu đã đưa ra thì tỷ lệ có thai sau khi phẫu thuật lần 2 là 12,5%, 10% và 7%. Con số này thì không không cao và vì vậy mà việc phẫu thuật lần 2 không phải là một lựa chọn ưu tiên cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì vẫn cũng việc phẫu thuật lần 2 vẫn có thể được chỉ định trong một số các trường hợp bệnh nhân có triệu chứng đau bụng dữ dội và lặp lại. Vậy thì lạc nội mạc tử cung với IVF, chúng ta thì đều biết được rằng IVF là một cái phương pháp điều trị đang được dùng khá là nhiều, tuy nhiên thì cũng gây căng thẳng cho bệnh nhân, gây tốn kém, tuy nhiên thì nó cũng là một cái phương pháp điều trị rất hiệu quả. Thì đây là một cái bảng về các chỉ định làm IVF cho bệnh nhân, thì chúng ta có thể thấy rằng chỉ định IVF cho bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung lên đến 32,1%. Có rất là nhiều bao gồm hơn 1.500 nghiên cứu trong y văn đã được nghiên cứu về vấn đề lạc nội mạc tử cung và IVF. Các nghiên cứu này thì rất là khác nhau về số lượng trứng, số lượng phôi, chất lượng phôi được chuyển. Từ đó thì có liên quan đến tỷ lệ làm tổ.
Tuy nhiên thì theo khuyến cáo của RPC năm 2017 thì lạc nội mạc tử cung cho dù ở giai đoạn nào thì cũng không gây hại đến kết quả của IVF. Vậy thì khi mà chúng ta gặp một bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung đến để đến với mong muốn có con thì chúng ta cần phải đặt ra những câu hỏi gì? Thì có 3 câu hỏi chúng ta cần phải đặt ra là: thứ nhất, liệu có bắt buộc phải điều trị lạc nội mạc tử cung trước khi thực hiện IVF hay không? Câu hỏi thứ hai là liệu phẫu thuật điều trị để lạc nội mạc tử cung thì có làm cải thiện được kết quả của IVF hay không? Và câu hỏi thứ ba là liệu việc thực hiện IVF trước khi điều trị lạc nội mạc tử cung có thể dẫn đến các biến chứng của lạc nội mạc tử cung hay không? Hiện tại thì có khoảng 20 nghiên cứu, trong đó có 2 thử nghiệm ngẫu nhiên liên quan đến phẫu thuật lạc nội mạc tử cung và IVF. Thì 17 trên 20 nghiên cứu này nói rằng không có lợi ích nào khi mà phẫu thuật lạc nội mạc tử cung trước khi làm IVF. Và chỉ có 3 trên 20 nghiên cứu này thì chỉ ra rằng có một vài lợi ích nhỏ trong trường hợp mà có các nốt lạc nội mạc tử cung ở âm đạo hoặc hậu môn. Tuy nhiên thì 3 nghiên cứu này không phải là nghiên cứu ngẫu nhiên. Và theo khuyến cáo năm 2017 của RPC thì cho rằng không có lợi ích của việc phẫu thuật lạc nội mạc tử cung trong việc cải thiện kết quả của IVF. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng IVF là điều trị là phương pháp điều trị đầu tay trong các trường hợp lạc nội mạc tử cung hay không? Thực tế thì có thể hợp lý khi nghĩ đến IVF là điều trị đầu tay cho bệnh nhân lạc nội mạc tử cung, và bệnh nhân có thể tránh được việc phải phẫu thuật trong 2 tình huống. Tình huống thứ nhất là bệnh nhân đã được chứng minh là có lạc nội mạc tử cung kết hợp với một nguyên nhân gây ra vô sinh khác. Ví dụ như là nguyên nhân vô sinh do vòi hoặc là vô sinh nam, thì trong các trường hợp này không cần phải phẫu thuật nội soi trước cho bệnh nhân mà tiến hành IVF luôn. Và trường hợp thứ hai là khi mà bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung rất nặng và có thể có biến chứng nếu như phẫu thuật lạc nội mạc tử cung, thì trong trường hợp này chúng ta có thể không cần làm phẫu thuật nội soi trước IVF. Vì vậy mà theo khuyến cáo năm 2017 của RBC thì IVF có thể coi là một điều trị ưu tiên, một điều trị đầu tay trong trường hợp có lạc nội mạc tử cung nặng. Đây là một cái kết quả nghiên cứu mà chúng tôi có về kết quả IVF ở những bệnh nhân nhỏ hơn 37 tuổi. Bệnh nhân dưới 37 tuổi ở trong lần đầu tiên làm IVF thì chúng ta có thể thấy rằng là cái tỷ lệ sinh sống ở bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung là 24,6%, trong khi bệnh nhân không có lạc nội mạc tử cung là 24,8%, và con số này chúng ta có thể thấy là ở hai nhóm bệnh nhân không hề có sự khác biệt về tỷ lệ sinh sống. Tỷ lệ sinh sống cộng dồn trong IVF thì Wissenberg đã đưa ra tỷ lệ sinh sống cộng dồn sau 4 chu kỳ IVF là 61,8 cho đến 63,2% với bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung. Với bệnh nhân lạc nội mạc tử cung và không có một nguyên nhân vô sinh rõ ràng nào khác. 54,8% với bệnh nhân có vô sinh do vòi và 45,7% với bệnh nhân có bất thường phóng loãn. Vậy có nên điều trị nội lạc nội mạc tử cung trước khi làm IVF hay không? Thì khuyến cáo năm 2017 của IBC nói rằng không có ảnh hưởng, không có một kết quả tiêu cực hay là tích cực nào trên kết quả IVF trong trường hợp sử dụng GnRH agonist trong một thời gian dài trước khi IVF. Có rất là nhiều nghiên cứu chất lượng đã được publish về vấn đề này và đưa ra kết luận rằng không có một cái kết quả, không có một cái sự ảnh hưởng gây hại nào của lạc nội mạc tử cung trên kết quả của IVF.
Có một nghiên cứu ngẫu nhiên tiến cứu đã so sánh việc phẫu thuật bóc năng lạc động mạch tử cung và không điều trị gì trước IVF thì cho thấy là việc bóc phẫu thuật bóc năng lạc động mạch tử cung thì cũng không cải thiện kết quả IVF sau phẫu thuật cắt năng. Và một vài nghiên cứu ngẫu nhiên khác về liệu pháp điều trị với cồn hay là chọc hút nang lạc nội mạc tử cung trước IVF thì cũng cho kết quả tương tự, rằng kết quả IVF không bị ảnh hưởng bằng việc có điều trị lạc nội mạc tử cung trước IVF. Và cũng trong khuyến cáo năm 2017 của IPC thì nói rằng việc chọc hút nang hoặc là điều trị liệu pháp bằng cồn tinh khiết trước IVF trong trường hợp u lạc nội mạc tử cung kích thước lớn hoặc là có số lượng u nhiều hoặc là u tái phát. Đấy là chỉ định duy nhất cho việc điều trị lạc nội mạc tử cung trước khi làm IVF. Đây là một cái phác đồ điều trị bằng phác đồ kích trứng ultrasound và liệu pháp cồn tinh khiết với các khối u lạc nội mạc tử cung lớn hơn 4 cm. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ dùng ultrasound, phác đồ ultrasound NRH để sử dụng cho bệnh nhân trong vòng 3 tháng. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng liệu pháp điều trị với cồn tinh khiết. Và cuối cùng thì kích thích buồng trứng với FSH HMG. Vậy thì có nguy cơ nào của IVF trong các trường hợp bệnh nhân lạc nội mạc tử cung hay không? Thì thứ nhất, chúng ta có nguy cơ của kích thích buồng trứng là có thể làm tăng kích thước khối u lạc nội mạc tử cung. Tuy nhiên điều này thì hiếm gặp. Nguy cơ của chọc trứng thì có thể gây ra áp xe buồng trứng, hoặc là nguy cơ khi có thai thì có thể gây chảy máu hoặc là xuất huyết trong ổ bụng từ khối lạc nội mạc tử cung. Biến chứng này thì hiếm gặp, thế nhưng mà vẫn có thể xảy ra sau khi mà chúng ta phẫu thuật. Và cuối cùng thì không có nguy cơ thực sự nào để ở bệnh nhân lạc nội mạc tử cung trước khi tiến hành IVF cả. Đây là một nghiên cứu của Candice Transfer. Đây là một cái nghiên cứu tiến cứu theo dõi trong vòng 3 năm trên 355 bệnh nhân, thì có 254 bệnh nhân tiến hành làm IVF. Và 101 bệnh nhân không tiến hành làm IVF. Thì trong nhóm không làm IVF thì có 78 bệnh nhân có sinh sống, còn 23 bệnh nhân thì có sảy thai hoặc lưu thai. Trong 254 bệnh nhân có làm IVF thì có 129 bệnh nhân có thai sinh sống. Và trong cái nhóm làm IVF này thì có 22 bệnh nhân đang điều trị IVF thì lại có thai tự nhiên và thai sinh sống. Và tổng hợp tỷ lệ có thai ở cả nghiên cứu của ông Candice này là 64,5% cho cả hai nhóm bệnh nhân. Trong đó thì 36,3% bệnh nhân ở trong nhóm IVF là có thai. Tôi cũng đã làm một cái nghiên cứu nhỏ về việc là các bệnh nhân được điều trị ngay IVF trong các trường hợp có lạc nội mạc tử cung nặng. Thì có một cái luận văn của Camos vào năm 2018 đưa ra gồm 43 trường hợp có lạc nội mạc tử cung nặng và không điều trị gì mà tiến hành IVF ngay thì tỷ lệ có thai cộng dồn là 44,2%.
so sánh với cả 51% với trường hợp mà bệnh nhân đã được phẫu thuật trước khi làm IVF. Đây là một cái nghiên cứu, một cái khuyến cáo của trình giáo sư Pooley vào năm 2006. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn kỹ vào từng trường hợp của một bệnh nhân một. Trong các trường hợp bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung và đến gặp chúng ta để làm IVF, thì qua lâm sàng đầu tiên, bệnh nhân đến mong con có một yếu tố vô sinh, một yếu tố gây vô sinh nữa và cần điều trị IVF. Yếu tố vô sinh ở đây có thể là vô sinh do vòi hoặc là vô sinh nam, thì chúng ta cần phải kiểm tra xem có khối lạc nội mạc tử cung hay không. Nếu mà không có thì cho bệnh nhân làm IVF ngay. Còn nếu mà có khối lạc nội mạc tử cung và khối đấy lớn hơn 4 cm thì cần phải dùng phác đồ ultrasound và điều trị liệu pháp với cồn tinh khiết rồi mới làm IVF. Còn trong các trường hợp lạc nội mạc tử cung khác thì làm IVF ngay. Với các lâm sàng thứ hai thì bệnh nhân vô sinh với có liên quan đến bất thường phóng noãn thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra xem có lạc nội mạc tử cung hay không. Nếu mà không tìm thấy có lạc nội mạc tử cung thì chúng ta có thể kích thích buồng trứng ngay. Còn nếu mà bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung kèm theo bất thường phóng noãn thì chúng ta làm IVF ngay mà không cần điều trị lạc nội mạc tử cung. Và ca lâm sàng thứ ba là nếu mà bệnh nhân đến mà không có một yếu tố gây vô sinh nào khác nữa thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra xem là có lạc nội mạc tử cung hay không. Qua thăm khám lâm sàng, qua siêu âm và xét nghiệm CA125. Nếu như có nghi ngờ có lạc nội mạc tử cung nhưng không nặng thì chúng ta cần phải nội soi để chuẩn đoán. Còn nếu mà đã có được chuẩn đoán là lạc nội mạc tử cung và lạc nội mạc tử cung nặng thì cần được đánh giá bằng MRI xem là có thể được phẫu thuật hay không và đánh giá các nguy cơ nếu phẫu thuật. Nếu mà có thể phẫu thuật được thì chúng ta nên phẫu thuật nội soi, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Còn nếu không thì chúng ta tiến hành làm IVF ngay lập tức. Nếu mà sau 2 chu kỳ IVF thất bại thì chúng ta lại quay lại phẫu thuật nội soi, điều trị lạc nội mạc tử cung cho bệnh nhân. Trên MRI thì chúng ta có thể đánh giá được khả năng chúng ta có phẫu thuật được hay không. Nếu có thì chúng ta phẫu thuật nội soi, chẩn đoán và điều trị. Còn nếu không thì chúng ta tiến hành IVF ngay. Và cuối cùng thì để điều trị một bệnh nhân lạc nội mạc tử cung như thế nào thì tôi có một cái sơ đồ sau đây. Khi mà chúng ta có nghĩ đến việc là có làm nội soi chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân hay không thì đầu tiên nếu như chúng ta nghĩ rằng phẫu thuật nội soi là bất khả thi hoặc là nguy hiểm khi mà phẫu thuật thì chúng ta có thể làm IVF luôn cho bệnh nhân. Còn nếu mà phẫu thuật nội soi có thể được thực hiện và có khả năng thành công thì chúng ta sẽ tiến hành tính điểm chỉ số EFI cho bệnh nhân. Nếu mà điểm chỉ số này là từ thấp từ 0 đến 3 thì chúng ta nên làm IVF ngay cho bệnh nhân. Nếu mà điểm chỉ số này ở ngưỡng trung bình từ 4 cho đến 5 thì chúng ta sẽ kích thích buồng trứng và làm IUI cho bệnh nhân với 3 chu kỳ. Nếu mà 3 chu kỳ IUI có kích thích buồng trứng không kết quả thì chúng ta sẽ làm IVF cho bệnh nhân. Trường hợp thứ 3, nếu mà điểm IFE trên 6 thì chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân trong 6 tháng tiếp theo. Nếu sau 6 tháng
kết quả không thay đổi, chúng ta thấy có tái phát lạc nội mạc tử cung, thì chúng ta sẽ làm IVF luôn cho bệnh nhân. Còn nếu mà không có tái phát thì chúng ta kích thích buồng trứng và làm IUI 3 chu kỳ cho bệnh nhân. Đây là cái phác đồ để theo dõi và điều trị bệnh nhân mà chúng tôi thường hay áp dụng. Vậy, đó là slide cuối cùng trong bài trình bày của tôi. Đây là danh sách những người mà đã giúp tôi hoàn thành cái bài trình bày ngày hôm nay. Và bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các bạn ạ. Cảm ơn giáo sư Polly về bài trình bày rất là thú vị và đầy thông tin của mình. Sau đây thì tôi xin giới thiệu bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến sẽ trình bày về bài trình bày về phương pháp nội soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ cũ. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến là giám đốc trung tâm IVF tại bệnh viện Vinmec Time City. Bác sĩ Chiến. Bác sĩ Chiến đã bắt đầu theo học ngành y tại Đại học Y Hà Nội và sau đó thì anh ấy sang Cuba 12 năm để lấy bằng cao học y khoa và thạc sĩ sản phụ khoa trước khi quay lại Hà Nội để làm việc tại bệnh viện Vinmec Time City. Bác sĩ Chiến đã dành thời gian ở Seoul, Hàn Quốc để theo học về vô sinh, sau đó là ở Pháp tại bệnh viện của tôi, rồi đến bệnh viện Từ Dũ để học nâng cao về nội soi ổ bụng. Và gần đây nhất là tại Pháp, tại Strasbourg để học nâng cao về nội soi ổ bụng. Khi mà chúng tôi cùng nhau xây dựng trung tâm IVF tại Vinmec với bác sĩ Hương và bác sĩ Lan, thì chúng tôi ngay lập tức muốn phát triển rộng rãi việc nội soi buồng tử cung trong quản lý và điều trị vô sinh để chuẩn đoán và điều trị. Đối với nội soi buồng tử cung chuẩn đoán, đặc biệt là trong các trường hợp chuyển phôi nhiều lần thất bại, tôi có thể đích thân giảng dạy các bác sĩ trẻ và bác sĩ Chiến một cách thoải mái. Thế nhưng mà để tổ chức giảng dạy về phẫu thuật nội soi buồng tử cung, đặc biệt là việc mổ nội soi để sửa khuyết sẹo mổ đẻ cũ, chúng tôi cùng với cả bác sĩ Hương đã cử người học trò giỏi nhất của bác sĩ Hương là bác sĩ Nguyễn Liên Thùy từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sang Pháp để tham gia khóa đào tạo phẫu thuật nội soi buồng tử cung tại Paris với giáo sư Hervé Fernandez. Bác sĩ Thùy đã thành công lấy được chứng chỉ về nội soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ này và sau đó thì về Hà Nội, anh ấy đã đến Vinmec để điều trị cho các ca khó của chúng tôi, đồng thời hướng dẫn lại cho bác sĩ Chiến và các bác sĩ trẻ tại trung tâm, bác sĩ Xuyến và bác sĩ Hiếu. Bằng cách này, cho đến thời điểm hiện tại, bác sĩ Chiến đã có chuyên môn giỏi về việc soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ đẻ cũ và anh ấy ngày hôm nay có thể trình bày cho chúng ta về phẫu thuật này. Ngày nay trong IVF tại Việt Nam thì chúng ta thường xuyên gặp mặt bệnh khuyết sẹo mổ đẻ cũ này nhiều hơn là tại Pháp của chúng tôi. Đầu tiên là bởi tại Việt Nam thì tỷ lệ mổ lấy thai cao hơn tại Pháp. So sánh với Pháp thì chúng tôi chỉ có tỷ lệ mổ lấy thai là khoảng 20%. Và thứ hai là bởi vì xu hướng khâu cơ tử cung nhanh khi mà mổ lấy thai thì thường khâu cả phần niêm mạc tử cung vào trong lớp khâu cơ. Bác sĩ Chiến sẽ giải thích lại một lần nữa cho tất cả các bạn, các quý vị về cơ chế bệnh học của khuyết sẹo mổ đẻ cũ gây ra sự xuất hiện của dịch trong buồng tử cung và từ đó làm giảm khả năng làm tổ của phôi thai. Vì vậy mà điều trị khuyết sẹo mổ đẻ cũ là một phương pháp đã cải thiện được đáng kể sự làm tổ của phôi thai trong buồng tử cung. Và bác sĩ Chiến sẽ trình bày cụ thể hơn trong bài của bác sĩ ngay sau đây. Xin mời bác sĩ Chiến ạ.
Vâng, xin kính chào tất cả các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã có mặt trong buổi hội thảo của trung tâm IVF Vinmec hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập bệnh viện Vinmec Time City cũng như hệ thống y tế Vinmec. Đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn cái lời giới thiệu của bác sĩ Sa, một người thầy, một người bạn, một người đồng nghiệp đã cùng với lại tập thể cán bộ và nhân viên của trung tâm IVF Vinmec và có công rất lớn trong cái việc phát triển trung tâm cho đến ngày nay. Xin cảm ơn giáo sư Puli đã nhận lời tham dự chương trình hôm nay của chúng tôi. Và với tôi thì thực sự đấy là một vinh dự được ngồi ở đây hôm nay, mặc dù là qua hình thức online, để trao đổi với các bạn về một cái chủ đề mà chúng ta gặp phải trong cái quá trình thực hành công việc của chúng ta. Và trung tâm IVF của Vinmec Time City tự hào là cái nơi mà đã điều trị thành công cái kỹ thuật này cho khá là nhiều bệnh nhân mà gặp phải cái biến chứng sau khi mổ lấy thai. Nên xin được phép bắt đầu về cái bài trình bày của tôi với chủ đề là đánh giá hiệu quả soi buồng tử cung sửa sẹo mổ lấy thai tại bệnh viện Vinmec Time City Hà Nội. Bài trình bày của tôi có mấy phần như sau: thứ nhất là tổng quan, thứ hai là đối tượng và phương pháp nghiên cứu, thứ ba là kết quả và bàn luận, và cuối cùng là kết luận. Như giáo sư Sa đã nói là tỷ lệ mổ lấy thai đang tăng lên một cách bền vững trên toàn thế giới, thì điều này thì chúng ta, tất cả chúng ta khi mà làm trong chuyên ngành sản phụ khoa và nhất là vô sinh hiếm muộn đều biết được việc này. Và nguyên nhân thường gặp nhất của mổ lấy thai chính là mổ đẻ cũ hay gọi là mổ lại. Thì như trên đồ thị thì chúng ta nhìn thấy là cái tỷ lệ mổ lấy thai đang tăng lên trên toàn thế giới, ví dụ như ở châu Mỹ, ở tại Mỹ hay Brazil thì tỷ lệ mổ lấy thai sẽ tăng lên khoảng 50% và tăng bền vững từ năm 1996 đến 2007. Ở Trung Quốc, ở châu Á thì tiêu biểu như Trung Quốc, tỷ lệ mổ lấy thai cũng tăng lên từ năm 2008 đến năm 2014. Và ở Việt Nam thì nghiên cứu ở tại các cơ sở sản phụ khoa lớn, ví dụ như Phụ Sản Hà Nội, thì tỷ lệ mổ lấy thai năm 2016 cũng rơi khoảng gần 60%. Và tại Vinmec thì tỷ lệ mổ lấy thai cũng dao động quanh 60% và hơn 60%. Thì đặc biệt là tại bệnh viện Vinmec Time City và tại hệ thống các bệnh viện của Vinmec thì chúng tôi đang có một cái chiến lược để giảm cái tỷ lệ mổ lấy thai này và hy vọng là chúng ta thành công. Trên thực tế là cái tỷ lệ mổ lấy thai của năm 2021 đã giảm một chút so với năm 2020. Như tất cả chúng ta đã biết là cái việc mổ lấy thai sẽ để lại những hậu quả cho sản phụ. Hậu quả đó có thể là những hậu quả sớm và những hậu quả muộn. Hậu quả sớm thì có thể là chảy máu, băng huyết, tai biến trong gây mê, nhiễm trùng vết mổ hay nhiễm viêm niêm mạc tử cung, tụ máu vết mổ và tắc mạch ối. Ngoài ra thì do tỷ lệ mổ lấy thai đang tăng dần nên chúng ta cũng gặp nhiều hơn những cái hậu quả muộn hoặc tai biến muộn, ví dụ như chửa trên sẹo mổ lấy thai, như rau cải răng lược, rau tiền đạo. Vỡ tử cung thì cũng rất là hiếm nhưng cũng có thể gặp như là một hậu quả của mổ lấy thai, và đặc biệt là khuyết sẹo mổ lấy thai gây nên vô sinh hiếm muộn. Cái khái niệm về khuyết sẹo mổ lấy thai thì đã được đưa ra bởi Morris năm 1995. Thì ông định nghĩa như sau: là khuyết cơ tử cung ở thành trước tử cung tại vị trí vết mổ lấy thai cũ do sự liền sẹo bất thường. Và hình ảnh khuyết sẹo này chủ yếu được quan sát trên siêu âm. Chúng ta quan sát thấy qua siêu âm một cái ổ giảm âm hình tam giác tại vị trí vết mổ đẻ cũ. Và trong cái ổ khuyết sẹo này chứa nhiều chất nhầy và máu kinh tích tụ gây viêm mãn tính, và tần suất xuất hiện thì nó sẽ dao động khoảng từ 19 đến 84% phụ thuộc vào các nghiên cứu khác nhau. Về từ ngữ, khi chúng ta tìm hiểu y văn thì cũng có rất là nhiều cái tên khác nhau để miêu tả cái hiện tượng này, ví dụ như NIS hoặc ESMO cell, uterine diverticulum hoặc uterine pouch hoặc cesarean section scar defect hoặc cesarean section scar dehiscence. Thì tất cả những cái từ này chúng ta đều có thể, khi mà chúng ta search y văn thì cũng có thể có, tức là chưa có sự thống nhất về cái tên gọi, nhưng mà cái tên gọi mà thường được dùng nhất thì có lẽ là cái từ ESMO cell. Về chẩn đoán khuyết sẹo mổ lấy thai thì như chúng ta đã biết là có nhiều phương tiện cận lâm sàng để chẩn đoán khuyết sẹo mổ lấy thai. Phương tiện phổ biến nhất vẫn là siêu âm đường âm đạo, và chúng ta cũng có thể sử dụng siêu âm bơm nước buồng tử cung, chụp tử cung vòi trứng cũng cho chúng ta gợi ý về cái việc sự có mặt của khuyết sẹo mổ lấy thai, hoặc là chụp MRI và nội soi buồng tử cung chẩn đoán để chẩn đoán khuyết sẹo mổ lấy thai. Siêu âm đường âm đạo thì là một phương pháp đơn giản, không xâm lấn và chi phí thấp, và được sử dụng rộng rãi để chẩn đoán khuyết sẹo mổ lấy thai. Thời điểm thực hiện là từ ngày 8 đến ngày 14 của chu kỳ, tức là nửa đầu của chu kỳ kinh nguyệt.
Và cách đo được chấp nhận bởi nhiều tác giả là đo trên đường cắt đứng dọc tử cung theo chiều trên dưới và trước sau. Và có một cái chi tiết rất quan trọng, đó là đo bề dày cơ tử cung còn lại, viết tắt của tiếng Anh là TIM, đo theo đường cắt đứng ngang theo chiều chạy phải trái, và đo cả khoảng cách lỗ trong cổ tử cung tới vị trí khuyết sẹo, tính tỷ lệ của bề dày cơ tử cung còn lại so với cơ tử cung vùng lân cận. Về soi buồng tử cung chẩn đoán thì chúng ta đã biết là đấy là đã được xác định là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán khuyết sẹo mổ lấy thai. Khi chúng ta soi buồng tử cung chẩn đoán, chúng ta có thể ghi nhận rõ ràng hình ảnh toàn bộ tử cung, ví dụ như phát hiện ra nhân xơ dưới niêm mạc tử cung, polyp lạc nội mạc tử cung ở dưới niêm mạc và vùng khuyết sẹo, quan sát được đặc tính túi đọng dịch bờ trên, bờ dưới và đáy vùng khuyết, các cái tổn thương khác ở cái vùng khuyết sẹo mổ đời cựu cũ chúng ta cũng có thể quan sát được qua soi buồng tử cung chẩn đoán, ví dụ như lạc nội mạc tử cung, viêm niêm mạc tử cung và polyp cũng có thể xuất hiện tại vị trí sẹo mổ đẻ cũ. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta làm thế nào để chẩn đoán tốt nhất cái sự có mặt của khuyết sẹo mổ lấy thai? Thì vì như chúng ta đã biết, nội soi buồng tử cung chẩn đoán là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán cái bệnh lý này, thì liệu chúng ta có nên sử dụng cái nội soi buồng tử cung chẩn đoán để thực hiện cái việc chẩn đoán cho tất cả các trường hợp mà chúng ta nghi ngờ bị khuyết sẹo mổ lấy thai hay không? Cái này, điều này thì vẫn còn đang bàn cãi. Khi mà chúng ta tìm hiểu trên Ivan thì cũng có rất nhiều trung tâm IVF hiện tại trên thế giới thì sẽ thực hiện soi buồng tử cung chẩn đoán cho tất cả các cái bệnh nhân mà trước khi chuyển phôi. Thì nếu như các điều kiện cho phép mà các trung tâm có cái hệ thống soi buồng tử cung chẩn đoán tại phòng khám mà không có gây mê, không cần gây mê, thì chúng ta cũng có thể thực hiện cái việc soi buồng tử cung chẩn đoán và nên làm cho tất cả các bệnh nhân trước khi chuyển phôi và các trường hợp mà chúng ta nghi ngờ có bất thường trong buồng tử cung, nhất là cái khuyết sẹo mổ đẻ cũ. Về phân loại của khuyết sẹo mổ đẻ cũ thì chúng ta có mấy cách phân loại khác nhau. Phân loại theo hình dạng khuyết, ví dụ như 80% các cái trường hợp khuyết sẹo sẽ có hình tam giác, khoảng 2% có hình tròn, 4% hình oval và 10% hoàn toàn không còn cơ tử cung tại vị trí vết mổ đẻ cũ. Chúng ta có một cách phân loại khác là phân loại theo mức độ tổn thương. Theo Osser, nghiên cứu của Osser năm 2010, thì khuyết nặng khi mà phần cơ tử cung còn lại sẽ nhỏ hơn 2.2mm trên siêu âm ngả âm đạo. Và theo Florio năm 2012 thì khuyết nặng khi xâm lấn cơ tử cung từ 50-80% và cái bề dày cơ tử cung còn lại là dưới 2.2 qua siêu âm ngả âm đạo hoặc khuyết toàn bộ cơ tử cung. Có các yếu tố nguy cơ thì rất là được quan tâm, và có những yếu tố nguy cơ thì đã rõ ràng, cũng có những yếu tố nguy cơ vẫn còn khá là bàn cãi. Một trong những yếu tố nguy cơ hay được nhắc đến đó là kỹ thuật khâu cơ tử cung, lệch mép vết mổ lúc khâu cơ tử cung, vết mổ quá gần lỗ trong cổ tử cung, mổ đẻ nhiều lần, tử cung ngả sau, và cái việc mà chúng ta mổ lấy thai trong tình trạng mổ phiên hay mổ cấp cứu cũng có thể là yếu tố nguy cơ. Trong tất cả các yếu tố nguy cơ này thì có vẻ như là kỹ thuật khâu cơ tử cung đã được bàn luận nhiều nhất và là một yếu tố nguy cơ có giá trị nhất. Ngoài ra thì trên thực tế khi mà thực hiện các cái ca mổ sửa sẹo thì bản thân tôi nhận thấy rằng khi mà vết mổ quá gần lỗ trong cổ tử cung cũng là một trong các yếu tố nguy cơ. Về cái việc là tại sao những cái sẹo mổ đẻ cũ này lại xuất hiện cái khuyết thì cũng có ý kiến cho rằng cái việc mà chúng ta khi mà chúng ta khâu cơ tử cung trong quá trình mổ lấy thai và cái việc chúng ta khâu không hoàn toàn cái lớp cơ tử cung thì đấy có thể là nguyên nhân gây ra khuyết sẹo mổ đẻ cũ. Về vấn đề kỹ thuật khâu cơ tử cung thì cũng có khá nhiều tranh cãi. Các cái hiệp hội lớn ví dụ như của Pháp và của Anh thì đều khuyên là khâu cơ tử cung hai lớp. Tuy nhiên khuyến cáo của Bộ Y tế của Việt Nam thì lại là khâu cơ tử cung một lớp. Và trong tiếng Anh thì nếu mà chúng ta tìm Ivan thì chúng ta sẽ thấy đây là cái kỹ thuật mà chừa cái lớp niêm mạc lại và khâu cơ tử cung một lớp, hoặc là tiếng Anh sẽ là endometrium sparing technique. Thế thì trên thực tế thì chúng ta đều biết rằng hầu như tất cả các bác sĩ sản hiện tại thì đều khâu cơ tử cung một lớp, và có rất ít bác sĩ đang thực hiện cái việc khâu cơ tử cung hai lớp. Và nếu như nói kinh nghiệm của cá nhân thì bản thân tôi nghĩ rằng cái việc mà khâu cơ tử cung một lớp và chỉ chừa niêm mạc lại, chúng ta lưu ý là lấy hết phần cơ và chỉ chừa niêm mạc lại, thì có lẽ đấy là một kỹ thuật an toàn. Tất nhiên chúng ta cũng cần những nghiên cứu, những theo dõi sâu hơn để cuối cùng có kết luận là khâu cơ tử cung một lớp hay hai lớp thì là sẽ làm giảm cái tỷ lệ khuyết sẹo mổ lấy thai.
Và ở bệnh viện Vinmec Times City nói riêng và hệ thống y tế Vinmec nói chung thì chúng tôi cũng có cái cơ hội là các khách hàng sau khi mà mổ lấy thai, thường thì những lần khám thai sau hoặc là khi mà có khó khăn về vấn đề có bé thứ hai thì đều quay lại gặp chúng tôi. Và theo dõi thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ với cái cách khâu cơ tử cung một lớp như chúng tôi đang thực hiện, các bác sĩ sản của Vinmec đang thực hiện, thì cái tỷ lệ mà khuyết sẹo mổ lấy thai phải nói là rất thấp. Tôi là người thường xuyên theo dõi các cái trường hợp này, và khi mà các khách hàng đến gặp lại tôi để khám về các vấn đề khuyết sẹo thì những ca mà khuyết sẹo mổ lấy cũ và lần đầu hoặc là lần những lần trước mổ lấy thai tại Vinmec thì tỷ lệ rất là thấp, cực kỳ thấp luôn, và số ca chúng tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao khuyết sẹo mổ lấy cũ, liệu khuyết sẹo mổ lấy cũ có thực sự là nguyên nhân gây vô sinh hay không, và vô sinh thứ phát? Thì trên thực tế thì qua các cái theo dõi và nghiên cứu thì chúng ta có thể khẳng định rằng khuyết sẹo mổ lấy cũ là nguyên nhân vô sinh thứ phát. Nó có thể là nguyên nhân đơn độc hoặc nguyên nhân phối hợp cùng với các nguyên nhân khác, nhưng chỉ cần một bệnh nhân có cái vấn đề về khuyết sẹo mổ lấy cũ sau khi mổ lấy thai một lần, hai lần hay ba lần thì đấy có thể là nguyên nhân gây ra vô sinh thứ phát. Và nguyên lý của nó là như thế nào? Khi mà người bệnh nhân đó bị khuyết sẹo mổ lấy cũ thì cái có thể là sẽ có cái dẫn đến viêm kênh cổ tử cung do cái và có sự máu tồn đọng cái máu chu kỳ trong lòng cổ tử cung. Cái việc đó sẽ làm thay đổi chất nhầy và ngăn cản cái luồng tinh trùng. Đấy có thể là nguyên nhân vô sinh hiếm muộn. Ngoài ra thì cái lượng máu đọng lại ở chỗ vị trí khuyết sẹo có thể trào ngược trong buồng tử cung như chúng ta vẫn nhìn thấy ở trên siêu âm để chẩn đoán, và chính cái lượng máu này nó gây viêm nội mạc tử cung mãn tính và ngăn cản phôi làm tổ. Thì đấy là hai cái giả thuyết chính mà giải thích cái lý do tại sao cái khuyết sẹo mổ lấy cũ lại gây ra vô sinh hiếm muộn ở những bệnh nhân này. Về quan điểm điều trị thì chúng ta đều biết là chúng ta quyết định cái phương án điều trị, có điều trị hay không điều trị tùy theo mục đích đến khám của bệnh nhân, của khách hàng. Cũng có những trường hợp là do khuyết sẹo mổ lấy cũ thì bệnh nhân bị rong kinh, rong huyết nhưng đã có đủ con, và cũng có những trường hợp họ đến khám là vì mong con. Dĩ nhiên là ở các trung tâm IVF như trung tâm IVF của Vinmec Times City thì phần lớn các khách hàng đến khám là mong con và có thể kèm rong kinh, rong huyết. Ngoài ra thì cái phương pháp điều trị mà chúng ta thảo luận với lại các bệnh nhân của chúng ta và chúng ta quyết định thì nó cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ngoài cái yếu tố mục đích đến khám của bệnh nhân là yếu tố chính, còn một yếu tố nữa như chúng ta đã biết là cái bề dày cơ tử cung còn lại tại vị trí khuyết sẹo mổ lấy cũ. Đấy cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng giúp chúng ta thảo luận và định hướng cái việc là chúng ta sẽ điều trị cái khuyết sẹo mổ lấy cũ này cho bệnh nhân như thế nào. Thì theo các cái nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng cái việc mà phẫu thuật nội soi trong cái phương pháp điều trị thì phẫu thuật nội soi đã được nói đến và đã được nghiên cứu như một là phương pháp hiệu quả để điều trị cái khuyết sẹo mổ lấy cũ. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng phẫu thuật nội soi hay phẫu thuật mổ mở không phải là phương pháp điều trị duy nhất. Chúng ta cũng như phần lớn các cái bệnh lý khác ở trong ngành y thì chúng ta cũng có một hướng điều trị nội khoa. Để điều trị nội khoa cho các bệnh nhân của mình mà bị khuyết sẹo mổ lấy cũ thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc như thuốc viên tránh thai, que cấy hay thậm chí là GnRH agonist. Cơ chế của các cái thuốc này là dựa trên tác dụng làm giảm hoặc mất kinh của, vì tất cả các cái nhóm thuốc này đều là thuốc nội tiết như chúng ta đã biết. Ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện ở tất cả các đơn vị y tế, nhưng cũng có nhược điểm là tạm thời. Ví dụ như que cấy thì có hiệu quả hơn thuốc viên vì gây vô kinh và có những cái tác dụng phụ của thuốc. Nhưng chúng ta lưu ý rằng khi chúng ta kê đơn những cái đơn thuốc này để điều trị và nhằm hạn chế cái việc khuyết sẹo và rong kinh, rong huyết cho bệnh nhân của chúng ta thì đồng nghĩa là khách hàng của chúng ta, những người mà mong con sẽ không thể có con được. Về điều trị ngoại khoa thì cũng có một số cách như sau. Như chúng ta biết, điều trị ngoại khoa không bảo tồn, ví dụ cắt tử cung đã được ghi nhận trong y văn từ năm 1999 bởi Erickson và Van Vuist, thì chúng ta cũng đều biết là có những trường hợp đã đủ con không mong có thêm con, và cái việc mà khuyết sẹo mổ lấy cũ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống và sinh hoạt của người bệnh. Cho nên là nếu như có những cái yếu tố khác thì cái việc kèm theo cái khuyết sẹo mổ lấy cũ, ví dụ như nhân sơ tử cung hoặc là cái khuyết sẹo rất nặng mà chúng ta đã điều trị bằng các cái phương pháp điều trị nội khoa mà không thuyên giảm, không được cải thiện, thì cái việc cắt tử cung cũng đã được ghi nhận trong y văn và chúng ta cũng có thể thảo luận với các bệnh nhân của chúng ta về phương án đó.
Về điều trị ngoại khoa bảo tồn thì để phục hồi vùng khuyết thì chúng ta có những cái phương pháp như sau. Y văn và trên thế giới các bác sĩ và các nhà khoa học đã nhắc tới và đang thực hiện. Chúng ta có thể thực hiện mổ mở giống như trường hợp mổ lấy thai. Chúng ta có thể thực hiện cái việc phẫu thuật qua đường âm đạo. Mổ nội soi ổ bụng cũng được nhắc đến khá nhiều. Mổ nội soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng và mổ nội soi buồng tử cung đơn thuần. Về đây là một cái nghiên cứu của một tác giả rất là nổi tiếng là Antonio Setuban, thì có nói đến cái phương pháp điều trị khuyết sẹo mổ đời cũ thông qua cái mổ nội soi buồng tử cung. Thì nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2017. Setuban đã có nghiên cứu tổng quan trên 210, đã làm một cái meta-analysis của 215 nghiên cứu, trong đó loại lần còn 30 nghiên cứu, thì ông kết luận là điều trị phẫu thuật sửa khuyết sẹo mổ lấy thai áp dụng cho các bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng muốn bảo tồn tử cung, hoặc những phụ nữ khuyết sẹo mổ lấy thai không triệu chứng nhưng có ý định có thai. Và nội soi ổ bụng kết hợp với soi buồng tử cung can thiệp đường âm đạo, nội soi buồng tử cung là những phương pháp được thực hiện bởi các tác giả khác nhau, và cho đến nay chưa có một phương pháp nào chứng minh là hiệu quả cao nhất. Lựa chọn phương pháp phẫu thuật dựa trên mong muốn có thai của bệnh nhân và kinh nghiệm của phẫu thuật viên, và có thêm một yếu tố nữa là cái bề dày cơ tử cung còn lại tại vị trí khuyết sẹo. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta phải lưu ý. Về chiến lược điều trị khuyết sẹo mổ lấy thai dựa trên nguyện vọng sinh sản của bệnh nhân và kích thước khuyết sẹo, thì sẹo nhỏ những trường hợp mà bề dày cơ tử cung còn lại trên 2.5 hoặc 3 mm thì có thể nội soi buồng tử cung chẩn đoán và can thiệp, và những trường hợp mà sẹo lớn hay khuyết rộng mà bề dày cơ tử cung còn lại nhỏ hơn 2.5 hoặc 3 mm, tức là cắt ợp, thì có những cái tác giả đưa ra 2.5 hoặc là 3, cũng có những tác giả đưa ra 3 mm. Thì trong những cái trường hợp này, khi mà chúng ta phẫu thuật thì có nguy cơ bị thủng tử cung khi soi buồng tử cung. Vì vậy, cho nên là khuyến cáo nội soi ổ bụng hoặc mổ đường âm đạo, cắt lọc và sửa khuyết sẹo. Và chúng ta cần phải thảo luận với bệnh nhân về mục đích, nguy cơ và lợi ích của mỗi loại phẫu thuật trước khi mổ. Đấy là khuyến cáo của Nezat đã được đăng trên tạp chí Fertility và Sterility năm 2017. Tại sao bệnh viện Vinmec Time City lại lựa chọn phương pháp soi buồng tử cung điều trị khuyết sẹo mổ lấy thai? Thì cũng như tiến sĩ Sachs, một người bạn và một người thầy đã cùng làm việc với trung tâm IVF từ những ngày đầu thành lập, đã nói trong cái phần giới thiệu của mình. Thứ nhất là trung tâm IVF Vinmec Time City từ khi thành lập rồi bắt đầu tiếp nhận những ca mà có khuyết sẹo, phát hiện ra là những cái trường hợp này sẽ cần phải xử lý, thì có sự hỗ trợ của bác sĩ Nguyễn Biên Thùy từ Phụ sản Hà Nội, còn sau đó là có giáo sư Fernandez từ Pháp sang đã mở một cái hội thảo. Và sau khi mà nghiên cứu thì dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ đó, thì các bác sĩ của trung tâm IVF của Vinmec Time City đã bắt đầu tiến hành cái kỹ thuật này vì nhận định đây là cái kỹ thuật đơn giản và có thể mang lại hiệu quả tốt cho những cái trường hợp khuyết sẹo mổ lấy thai và vô sinh thứ phát. Thì kỹ thuật soi buồng tử cung điều trị khuyết sẹo mổ lấy thai thì nó gồm các bước như là cắt lọc các cái mép vùng khuyết bằng dao điện một hoặc hai cực. Thì tôi xin phép được nhấn mạnh là từ khi bắt đầu mổ các cái trường hợp khuyết sẹo này thì chúng tôi, tất cả các trường hợp chúng tôi đều sử dụng dao hai cực vì cái độ an toàn của nó. Sau bước tiếp theo là đốt toàn bộ niêm mạc tử cung trong vòng vùng khuyết và xử trí tổn thương nếu có, tức là chúng ta có thể có những cái ổ lạc nội mạc tử cung tại cái vị trí vòng khuyết, cũng có thể có polyp, thì chúng ta sẽ phải xử trí những cái tổn thương ở trong khu vực đó. Và bước cuối cùng là cầm máu tổn thương. Miêu tả qua 4 bước như thế là cũng là tương đối đơn giản, thì để cho tất cả chúng ta có thể hình dung được cái các bước trong quá trình phẫu thuật nội soi buồng tử cung để điều trị khuyết sẹo mổ đời cũ là như vậy. Thì về cái vấn đề này thì có một số nghiên cứu tại Việt Nam, như năm 2019 có nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ lấy thai điều trị rong kinh rong huyết và công bố tỷ lệ có thai tự nhiên là 30.4% sau mổ 6 tháng. Ngoài ra thì thầy Tiến tháng 12 năm 2020 cũng đã có cái báo cáo kỹ thuật nội soi ổ bụng sửa khuyết sẹo mổ lấy thai và có một bệnh nhân có thai sau mổ 3 tháng. Thì thầy Tiến gần đây đã mổ nhiều hơn và chúng ta cũng hy vọng là trong năm nay hoặc trong thời gian tới thì thầy Tiến và các cái bác sĩ khác ở trong nước cũng sẽ có những cái công bố thêm về cái vấn đề này cũng như kết quả của các cái phương pháp mổ khác nhau. Còn nghiên cứu của chúng tôi với mục tiêu là đánh giá hiệu quả soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ lấy thai ở bệnh nhân hiếm muộn và tỷ lệ chúng tôi đánh giá những cái tỷ lệ chính, cái outcome chính là tỷ lệ có thai lâm sàng và các yếu tố khác liên quan. Nhưng mà cái outcome chính vẫn là tỷ lệ có thai lâm sàng. Thì chúng tôi thực hiện cái nghiên cứu này là nghiên cứu hồi cứu mô tả dựa trên hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vô sinh thứ phát đến khám và điều trị tại bệnh viện Vinmec từ năm 2017 đến 30 tháng 11 năm 2021.
Về tiêu chuẩn lựa chọn thì chúng tôi lựa chọn những cái bệnh nhân có chẩn đoán khuyết sẹo mổ lấy thai bằng siêu âm đường âm đạo, đã soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ lấy thai do một phẫu thuật viên, một ekip của IVF Vinmec Time City thực hiện và theo dõi tự nhiên hoặc chuyển phôi chữ nếu đã có phôi. Về tiêu chuẩn loại trừ thì chúng tôi sẽ loại trừ những bệnh nhân chưa chuyển phôi sau mổ ở nhóm bệnh nhân đã có phôi tại trung tâm, bệnh nhân soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ lấy thai do các nguyên nhân khác, có thể là do dòng kinh, dòng huyết và một số bệnh nhân mà bị mất liên lạc sau phẫu thuật. Chuẩn đoán khuyết sẹo thì cũng dựa trên cái hướng dẫn của ISUOC thì chúng tôi chẩn đoán trước và trong quá trình kích thích buồng trứng, chuẩn bị niêm mạc tử cung thất bại chu kỳ trước. Đấy là những cái trường hợp mà chúng tôi chẩn đoán là bệnh nhân đã bị khuyết sẹo mổ lấy thai và thực hiện cái siêu âm chẩn đoán vào ngày 8 đến ngày 14 của chu kỳ kinh nguyệt như tôi đã nói ở trước, và bệnh nhân vô sinh thứ phát đi khám tìm nguyên nhân vô sinh. Đây là những trường hợp mà chúng tôi chẩn đoán. Về soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ lấy thai và nội soi ổ bụng thăm dò hai vòi trứng thì soi buồng tử cung được thực hiện trên hệ thống soi buồng tử cung với dao điện lưỡng cực, và tất cả các trường hợp đều sử dụng dao điện lưỡng cực và máy bơm nước của hãng Castor. Và soi buồng tử cung chẩn đoán và điều trị có thể kết hợp với nội soi ổ bụng thăm dò và xử trí theo tổn thương, nhất là cái nhóm mà chúng bệnh nhân có nguyện vọng để tự nhiên mà không có các yếu tố vô sinh hiếm muộn khác đi kèm. Về theo dõi sau phẫu thuật thì chúng tôi thực hiện chuẩn bị niêm mạc tử cung để chuyển phôi chữ theo các phương pháp khác nhau như chúng ta đã biết, có thể là chu kỳ tự nhiên, có thể là sử dụng hormone thay thế, nội tiết thay thế hoặc kích thích nhẹ buồng trứng. Theo dõi sau chuyển phôi, chúng tôi theo dõi cái tỷ lệ thai lâm sàng, thai sinh sống và các diễn biến thai sản, và theo dõi để có thai tự nhiên sau phẫu thuật với các trường hợp nguyên nhân hiếm muộn duy nhất là khuyết sẹo mổ lấy thai và bệnh nhân của chúng tôi có mong muốn là để tự nhiên, có thai tự nhiên. Trong quá trình mổ thì chúng tôi, bệnh nhân thì được gây mê toàn thân và soi buồng tử cung chẩn đoán và đánh giá các tổn thương ống cổ tử cung, buồng tử cung và khuyết sẹo mổ lấy thai, soi buồng tử cung phẫu thuật qua 4 bước như tôi đã giới thiệu ở trong slide trước. Và sau đó, trước khi mổ thì bệnh nhân được sử dụng kháng sinh dự phòng và bệnh nhân xuất viện trong ngày hoặc ngày hôm sau tùy từng trường hợp. Các cái trường hợp mà chỉ đơn thuần chỉ làm một thì, tức là mổ phẫu thuật buồng tử cung để sửa khuyết sẹo mổ lấy thai thì có thể ra viện trong ngày. Các trường hợp mà có kết hợp thêm nội soi ổ bụng thì thường sẽ ra viện vào ngày hôm sau. Về kết quả nghiên cứu thì tổng số bệnh nhân đã được thực hiện cái phẫu thuật này tại bệnh viện Vinmec Time City trong vòng từ mùng 1 tháng 1 năm 2017 đến 30 tháng 11 năm 2021 thì có 129 trường hợp khuyết sẹo mổ lấy thai được phẫu thuật sửa sẹo, và chúng tôi có hai nhóm, trong đó có 92 trường hợp kết hợp làm thụ tinh ống nghiệm và chuyển phôi chữ sau khi mở phẫu thuật, và có 37 trường hợp 29% là để theo dõi có thai tự nhiên sau khi mổ. Ở nhóm thực hiện thụ tinh ống nghiệm và chuyển phôi sau mổ thì chúng tôi có 92 bệnh nhân thì có kết quả như sau. Về một số đặc điểm về thì chúng ta thấy là tuổi trung bình của các bệnh nhân cũng tương đối cao, 35.8 cộng trừ 4.1. Về thời gian vô sinh thì có những khách hàng có khoảng 3-4 năm vô sinh, nhưng cũng có những khách hàng nhiều hơn, đó sẽ là 3.8 cộng trừ 2.05. Về số lần chuyển phôi trước phẫu thuật thì chúng tôi có những khách hàng là đã chuyển phôi trước đó một lần, và cũng có những cái khách hàng mà có số lần chuyển phôi nhiều hơn. Về tiền sử mổ lấy thai thì có phần lớn các khách cái bệnh nhân của chúng tôi là có tiền sử mổ lấy thai một lần, cũng có những trường hợp 15 bệnh nhân chiếm 16.3% là đã từng mổ lấy thai 2 lần, và cá biệt có trường hợp mổ lấy thai 3 lần thì là có 1 trường hợp. Sau khi theo dõi các cái trường hợp bệnh nhân này đã được mổ điều trị khuyết sẹo mổ lấy thai và chuyển phôi chữ tại trung tâm của chúng tôi thì chúng tôi có 60 trường hợp đã chuyển phôi và 32 trường hợp chưa chuyển phôi. Đặc biệt là có 7 trường hợp chiếm 8.7% là trong quá trình theo dõi để chuẩn bị chuyển phôi đã có thai tự nhiên. Cũng tương tự như trong báo cáo trước của giáo sư Puli thì chúng ta thấy là cũng có những trường hợp được phẫu thuật lạc nội mạc tử cung buồng trứng và chuẩn bị để làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng mà trong quá trình chờ đợi và theo dõi thì đã có thai tự nhiên. Thì tương tự mổ nội soi buồng tử cung để sửa khuyết sẹo mổ lấy thai cũng chúng tôi cũng có trong cái nhóm này có 7 trường hợp là 8.7%. Và chúng tôi có một cái tỷ lệ thai lâm sàng sau khi mà chuyển phôi là 33 trường hợp chiếm 32.6%, và kết quả có thai thì và có 7 trường hợp
là 7,6% là có thai sinh hóa. Các cái phương pháp chuẩn bị niêm mạc tử cung thì chúng như tôi đã nói ở trong slide trước là chúng tôi cũng sử dụng các cái phương pháp khác nhau, tương tự như các cái trường hợp mà không bị khuyết sẹo mổ địch cũ, chúng tôi sử dụng hormone thay thế, chu kỳ tự nhiên, kích thích nhẹ buồng trứng, và đặc biệt là có chúng tôi thu thập dữ liệu về các trường hợp mà có phải kết hợp hút dịch và không hút dịch. Thì như chúng ta nhìn thấy trên bảng này thì cái những trường hợp mà có phải hút dịch là 25 trường hợp, chiếm 42,3%, tức là gần một nửa số bệnh nhân sau khi mà phẫu thuật trong quá trình chuẩn bị niêm mạc để chuyển phôi vẫn phải kết hợp thêm hút dịch. Và số trường hợp mà không phải hút dịch là 34%, chiếm 57,7%. Nhưng chúng ta lưu ý là những trường hợp mà trên thực tế thì theo kinh nghiệm của bản thân tôi thấy rằng những trường hợp phải hút dịch thì cái kỹ thuật hút dịch cũng khá là quan trọng. Nhưng chúng ta lưu ý là chúng ta sau khi mà phẫu thuật nội soi buồng tử cung sửa sẹo, chúng ta vẫn có những khách hàng, những bệnh nhân mà thất bại với cái kỹ thuật này. Thì cái dấu hiệu mà tốt nhất để chúng ta nhận biết được là khách hàng, bệnh nhân của chúng ta có thành công hay không, đấy là cái việc mà còn bị rong kinh, tức là da dịch nâu gần giữa chu kỳ hay không. Tất cả chúng ta đều biết là khi chúng ta sử dụng hormone thay thế, nhất là chúng ta sử dụng hormone thay thế hoặc là sử dụng phác đồ kích thích nhẹ buồng trứng thì lượng dịch tiết cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng nếu mà dịch tiết là dịch trong thì thường tiên lượng tương đối tốt, cho dù chúng ta có phải hút dịch hay không. Nhưng trong trường hợp mà dịch nâu lại xuất hiện thì khả năng là chúng ta đã thất bại trong cái phẫu thuật với bệnh nhân đó. Và trong trường hợp phải hút dịch thì kỹ thuật hút dịch cũng rất là quan trọng. Thì chúng ta chắc, tôi chắc chắn rằng rất nhiều đồng nghiệp cũng biết về cái kỹ thuật này, nhưng cũng xin nói sâu hơn một chút để cho các bác sĩ trẻ nắm được là khi mà chúng ta sử dụng các cái catheter hút dịch thì chúng ta đặt cái vị trí đầu catheter ở tại vị trí vết mổ và tránh đưa catheter vào sâu trong buồng tử cung. Bởi vì cái chu kỳ này là cái chu kỳ mà chúng ta chuẩn bị để chuyển phôi, cho nên là cái việc làm thao tác hút dịch hết sức nhẹ nhàng và tránh làm tổn thương niêm mạc tử cung là hết sức cần thiết. Và trong những trường hợp mà dịch tiết là dịch trong thì cho dù chúng ta có phải hút dịch thì cái tiên lượng vẫn tốt cho cái chu kỳ chuyển phôi đó. Trên chúng ta quay lại cái kết quả của cái số bệnh nhân mà phẫu thuật tại bệnh viện Vinmec Time City, cái nhóm 92 bệnh nhân thì chúng ta thấy là có 7 bệnh nhân có thai tự nhiên sau mổ như tôi đã nói ở slide trước, 33 bệnh nhân có thai lâm sàng sau chuyển phôi chữ, 7 bệnh nhân thì có thai sinh hóa, và hiện tại là đã có 34 thai diễn tiến và có 23 thai sinh sống trong cái nhóm mà phẫu thuật khuyết sẹo mổ địa cũ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi buồng tử cung và có chuyển phôi chữ. Và chúng ta cũng lưu ý rằng trong 92 bệnh nhân đó, chúng ta có một số lượng bệnh nhân là chưa thực hiện chuyển phôi. Nếu như chúng ta tính tỷ lệ có thai của những bệnh nhân đã chuyển phôi thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ có thai cũng sẽ tăng lên khá nhiều. Số thai lâm sàng là 33, trong đó thai sinh sống, thai diễn tiến là 27, thai sinh sống là 18, và thai sẩy, thai lưu, thai ngừng phát triển là 6, thai sinh hóa là 7 và không có thai là 20. Thì cái tỷ lệ có thai lâm sàng ở cái nhóm đã chuyển phôi đã tăng lên 55% và không có thai là 33%, thai sinh hóa là 12%, như thế là kết quả cũng khá là cao. Cái câu hỏi đặt ra thì như từ nãy đến giờ chúng ta đều biết rằng cái nhóm mà bệnh nhân mà thực hiện thụ tinh ống nghiệm và phát hiện ra khuyết sẹo mổ địch cũ thì được thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung sửa sẹo và sau đó chuyển phôi. Thì câu hỏi đặt ra là thụ tinh ống nghiệm có phải là giải pháp duy nhất cho các bệnh nhân không may bị khuyết sẹo mổ lấy thai hay không? Thì cũng tương tự như các cái trường hợp bị lạc nội mạc tử cung ở trong bài báo cáo của giáo sư Puli, thì chúng ta cũng đặt ra câu hỏi này. Thì chúng tôi có lấy được số liệu của một nhóm bệnh nhân cũng thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung sửa sẹo mổ địch cũ, thì chúng ta thấy là tỷ lệ có thai tự nhiên của nhóm bệnh nhân mà mong muốn có thai tự nhiên, tức là khi mà các bệnh nhân này đến khám vì mong con và phát hiện khuyết sẹo mổ địch cũ, và khi mà chúng tôi không gặp những cái yếu tố hiếm muộn khác thì chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật này và khuyến khích bệnh nhân có thai tự nhiên. Thì chúng ta có 37 bệnh nhân ở trong nhóm này và tỷ lệ có thai tự nhiên sau mổ là 34,3%. Có 6 bệnh nhân hiện đã có thai trên 12 tuần ổn định và 2 bệnh nhân không liên lạc được sau mổ. Thì chúng ta để ý rằng cái nhóm này thì chúng tôi bắt đầu thực hiện kỹ thuật này trên những cái bệnh nhân hiếm muộn và đã có phôi chữ trong quá trình chuyển phôi theo dõi niêm mạc thì phát hiện ra. Và sau đó khi mà tích lũy được dần kinh nghiệm và kiến thức thì chúng tôi đã bắt đầu thực hiện cái kỹ thuật này ở những cái trường hợp mà mong muốn có thai tự nhiên và phẫu thuật trước. Thế thì chúng ta để ý rằng ở cái nhóm mà chúng tôi chuyển phôi thì chúng tôi thường là tạo phôi trước, chữ phôi lại, phẫu thuật nội soi buồng tử cung sửa sẹo và sau đó chuyển phôi chữ. Còn ở cái nhóm mà mong muốn có thai tự nhiên thì chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật trước
khi mà chúng ta không thấy yếu tố vô sinh hiếm muộn nào đi cùng. Về so sánh kết quả đối với các nghiên cứu khác thì chúng ta cũng thấy có một số nghiên cứu của các tác giả khác nhau trên thế giới, từ những kết quả của Tanimura từ năm 2015 hay là Abdu 2015-2017, Lee 2012-2015, và chúng ta có thêm cái nghiên cứu của bệnh viện Vinmec, của IVF Vinmec. Thì so sánh thì thứ nhất chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ có thai lâm sàng là khá là khác nhau giữa các nghiên cứu khác nhau, kết cục thai sản cũng tương đối khác nhau. Tất nhiên ở các nghiên cứu trước đó của các tác giả nước ngoài thì tỷ lệ có thai lâm sàng có vẻ cao hơn, nhưng chúng ta để ý, nếu như chúng ta để ý thấy thì cái cỡ mẫu của họ khá là nhỏ so với cỡ mẫu của Vinmec Time City. Và cho đến hiện tại thì tôi cũng gần như chắc chắn rằng cái cỡ mẫu của Vinmec Time City có lẽ là cỡ mẫu lớn nhất mà chúng ta có về cái vấn đề khuyết sẹo mổ đế cũ và phẫu thuật nội soi buồng tử cung. Thì để cho chúng ta thấy được có, ngoài ra thì có những cái sự khác biệt khác. Thì ở trong slide trước thì tôi cũng nói, nhấn mạnh đến cái việc là cái cắt ập của cái bề dày cơ tử cung còn lại nó cũng là một yếu tố rất là quan trọng giúp chúng ta lên kế hoạch mổ. Tức là nếu mà chúng ta chọn cắt ập là 2.5mm bề dày cơ tử cung còn lại hoặc 3mm như một số tác giả, thì khi mà cái bề dày cơ tử cung còn lại dày hơn 2.5 thì chúng ta sẽ có thể thực hiện nội soi buồng tử cung, chẩn đoán và phẫu thuật rửa khuyết sẹo. Tại sao lại đặt ra cái cắt ập như vậy? Bởi vì là lý do chính là có thể khi mà chúng ta làm phẫu thuật ở trong những cái trường hợp mà bề dày cơ tử cung còn lại rất mỏng, mỏng hơn 2.2 hay 2.5mm thì cái khả năng thất bại khá cao, và ngoài ra thì có cái nguy cơ tai biến khi mà chúng ta phẫu thuật, tức là làm tổn thương bàng quang vì bàng quang thường dính rất chặt vào cái vị trí vết mổ đẻ cũ. Vậy chúng ta đặt ra câu hỏi là cái gì nên làm trước? Thì chúng ta nên làm IVF trước, chữ phôi, rồi sau đó mổ nội soi buồng tử cung sửa sẹo, rồi chuyển phôi chữ, hay là chúng ta nên phẫu thuật sửa sẹo trước khi làm IVF? Thực ra thì tôi đã trả lời cái câu hỏi này ở trong cái slide trước, tức là tùy vào cái, thứ nhất là cái việc chúng ta có phát hiện các yếu tố vô sinh hiếm muộn gì khác ngoài khuyết sẹo mổ lấy thai hay không. Nếu như khuyết sẹo mổ lấy thai, chúng ta nghĩ đấy là cái nguyên nhân duy nhất gây vô sinh hiếm muộn thứ phát ở bệnh nhân của chúng ta, thì chúng ta nên phẫu thuật sửa sẹo trước khi làm IVF, và để cho bệnh nhân của chúng ta có một khoảng thời gian khoảng 3 tháng đến 6 tháng để có thai tự nhiên, và sau đó nếu như không có thai tự nhiên thì chúng ta sẽ chuyển qua làm IVF. Còn trong trường hợp như khách hàng có các yếu tố vô sinh hiếm muộn khác, ví dụ như tắc vòi trứng hay lạc nội mạc tử cung, hay là trong cơ, hay là buồng trứng, hoặc là giảm dưới trữ buồng trứng, và chúng ta có chỉ định làm IVF, thì chúng ta nên kích trứng, tạo phôi trước, trữ phôi và sau đó sửa sẹo rồi mới chuyển phôi. Vì thế nên là trong từng trường hợp cụ thể thì sẽ có những cái chỉ định khác nhau. Đây là một cái nghiên cứu khác, thì chúng ta cùng nhìn ra cái tác giả có nói đến vai trò của cái việc sử dụng cái kỹ thuật phẫu thuật nội soi buồng tử cung để sửa sẹo mổ đẻ cũ. Thì theo như tác giả này thì cái phẫu thuật nội soi buồng tử cung để sửa sẹo, vì nó là ít xâm lấn cho nên nó là một cái phương pháp tốt để chúng ta giống như là áp dụng là cái biện pháp phẫu thuật đầu tay, tức là first line management, thì của cái trường hợp, những cái trường hợp mà bị khuyết sẹo mổ đẻ cũ. Kết luận thì chúng tôi xin phép được đưa ra một số kết luận như sau: tỷ lệ có thai lâm sàng trên bệnh nhân đã soi buồng tử cung và chuyển phôi chữ là 55%, là một tỷ lệ rất đáng khích lệ ở cái nhóm bệnh nhân này, và tỷ lệ có thai tự nhiên sau mổ sửa sẹo kết hợp với nội soi ổ bụng thăm dò là 34.3%, cũng rất là đáng khích lệ cho cái nhóm bệnh nhân thứ hai. Soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ lấy thai là phương pháp hiệu quả, ít xâm lấn trong điều trị vô sinh thứ phát do khuyết sẹo mổ lấy thai. Trong nghiên cứu của chúng tôi không, rất may mắn là không có tai biến nào trong quá trình phẫu thuật, thời gian phẫu thuật ngắn, bệnh nhân xuất viện sớm dưới 24 tiếng ở cái nhóm bệnh nhân chỉ soi buồng tử cung, phẫu thuật soi buồng tử cung sửa sẹo, và thời gian lưu viện có thể là hơn 24 ngày nhưng không có trường hợp nào quá 2 ngày đối với các trường hợp kết hợp nội soi ổ bụng thăm dò và xử lý bất thường. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp hồi cứu nên có những cái hạn chế nhất định, và cần có thêm các nghiên cứu với thiết kế đủ mạnh hơn trong tương lai để đưa ra kết luận chính xác hơn. Cụ thể là sau trong nửa đầu năm nay thì IVF Vinmec Time City sẽ cũng trên cái topic này sẽ có những cái nghiên cứu sâu hơn về cái nhóm bệnh nhân mà chúng tôi đã thực hiện, để có được những cái công bố trong nước cũng như quốc tế về cái nhóm bệnh nhân này. Bởi vì chúng tôi cũng nhận thấy rằng IVF Vinmec Time City cũng là một trong những nơi đi đầu và có một cái cỡ mẫu khi mà so sánh với các cái nơi khác ở trong nước cũng như trên thế giới, có một cỡ mẫu của nhóm bệnh nhân này tương đối lớn.
Xin phép được đưa ra một số cái take home messages như sau. Thứ nhất, soi bùn tử cung phẫu thuật sửa sẹo là lựa chọn đầu tiên để điều trị cho những trường hợp khuyết sẹo mổ lấy thai có cái bề dày cơ tử cung còn lại trên 2.5 mm. Xin được nhấn mạnh một chút là cái đo cái bề dày cơ tử cung còn lại là một trong số các cái số đo mà chúng ta cần phải đánh giá quan trọng nhất khi mà chúng ta siêu âm ngả âm đạo để chẩn đoán và có hướng điều trị cho những cái bệnh nhân này. Và đo chính xác cái bề dày cơ tử cung còn lại cũng là một cái cũng cần có kỹ thuật và cần có kinh nghiệm, và cũng sẽ có những sai số giữa bác sĩ siêu âm nọ với bác sĩ siêu âm kia. Cho nên chúng ta, các bác sĩ siêu âm có thể là các bác sĩ sản làm siêu âm hoặc các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì cũng cần phải nắm được vững cái kỹ thuật này để tránh sai số ít nhất có thể. Quyết định phương pháp phẫu thuật cần dựa vào các yếu tố mong muốn của bệnh nhân, bề dày cơ tử cung còn lại, đặc điểm các tổn thương kèm theo và kinh nghiệm của phẫu thuật viên, rất là quan trọng về cái kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Phương pháp chẩn đoán tốt nhất là lâm sàng. Tại sao tôi lại nói lại như này? Bởi vì là sẽ có tranh cãi, tức là cũng có thể trong phòng các bạn đang có nhiều bác sĩ sẽ nghĩ đến là phương pháp chẩn đoán tốt nhất là qua siêu âm. Đúng, nhưng mà chúng ta phải lưu ý rằng cũng có những trường hợp chúng ta trên siêu âm chúng ta nhìn thấy khuyết sẹo, có dịch tại vị trí vết mổ, nhưng theo kinh nghiệm của bản thân tôi, nếu như người bệnh đó không bị rong kinh, không có da dịch nâu, rong kinh theo dạng da dịch nâu, dịch nhầy nâu ấy, trong những ngày gần ngày phóng loãng giữa chu kỳ thì khả năng là trường hợp đó không cần thiết phải điều trị. Và vì thế nên tôi mạn phép đưa ra cái kết luận là phương pháp chẩn đoán tốt nhất vẫn là lâm sàng. Phẫu thuật soi bùn tử cung sửa sẹo nên được kết hợp với phẫu thuật nội soi ở bụng thăm dò. Thì như chúng ta đã thấy thì ở cái nhóm bệnh nhân mà đã có phôi chữ và sẽ tiến hành chuyển phôi thì chúng tôi không thực hiện phẫu thuật nội soi ổ bụng thăm dò khi không nghi ngờ gì bệnh lý khác ở trên siêu âm. Nhưng trong những cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta không có cái nguyên nhân hiếm muộn khác đi kèm và chúng ta dự định khuyến khích bệnh nhân của chúng ta để có thai tự nhiên và có một tỷ lệ rất là khích lệ 34.3% ở trong nghiên cứu của chúng tôi, thì cái phẫu thuật nội soi bùn tử cung sửa sẹo nên được kết hợp với phẫu thuật nội soi ổ bụng thăm dò để gỡ dính, để bóc u nang hoặc là xử lý các cái vấn đề mà chúng ta có thể làm được để improve cái khả năng có thai tự nhiên của bệnh nhân của chúng ta. Cái điều nữa là khuyết sẹo mổ lấy thai có thể là nguyên nhân vô sinh thứ phát duy nhất và phẫu thuật sửa sẹo mổ lấy thai là phương pháp điều trị ở các trường hợp này. Tôi xin được gửi lời, đến đây thì cái bài trình bày của tôi đã hết. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhóm nghiên cứu gồm có những đồng nghiệp vẫn luôn làm việc cùng với tôi, những người thầy của tôi như bác sĩ Nguyễn Biên Thùy, giáo sư Jean Clemenceau và các bác sĩ cô Tô Minh Hương, là trước là giám đốc trung tâm IVF Vinmec và hiện tại thì vẫn đang làm việc cùng với chúng tôi, và các bác sĩ trong khoa đã cùng với tôi thực hiện những cái ca mổ này và thực hiện cái nghiên cứu này. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Chiến. Sau đây chuẩn bị cho cái phần Q&A thì tôi xin nêu lại một số các cái vấn đề chính ở trong hai cái bài báo cáo này, bởi vì chúng ta nghe hai bài báo cáo có thể nó cũng hơi bị lẫn lộn một chút. Nhất là cái bài báo cáo về lạc nội mạc tử cung và vô sinh của giáo sư Poly. Là một cái bài rất là tổng quan về và rất là kỹ về lạc nội mạc tử cung. Giáo sư đã trình bày từ những đại cương về những lạc nội mạc tử cung gây ra vô sinh, các phương pháp chẩn đoán, từ phân loại lạc nội mạc tử cung theo các tiêu chuẩn của các hiệp hội cũng trên quốc tế. Và thấy rằng là các yếu tố ảnh hưởng của cái kết quả điều trị thì cũng bao gồm kết quả điều trị sau lạc nội mạc tử cung ấy, thì gồm có tuổi, thời gian vô sinh và các cái giai đoạn của lạc nội mạc tử cung. Các phương pháp điều trị thì tác giả đã nêu lên và đưa ra rất nhiều bằng chứng cũng như rất là nhiều nghiên cứu. Thứ nhất là cái phương pháp điều trị đầu tay là mổ nội soi. Thì nó là một cái phương pháp điều trị đầu tay cho hầu hết các trường hợp, và các nghiên cứu đều thấy rằng là nó có hiệu quả hơn là không điều trị và hiệu quả hơn điều trị nội khoa. Red eye, tức là cái này là rất là rõ ràng. Phẫu thuật lạc nội mạc tử cung trong 15 năm vừa qua thì không có nhiều cải tiến lắm, nhưng mà ít biến chứng hơn vì do các phẫu thuật của chúng ta, các phẫu thuật viên ngày càng khéo và cái chỉ định cũng rất là thận trọng. Các phương pháp phẫu thuật từ đơn giản đến phức tạp, những cái loại phức tạp thì dễ gây biến chứng như chảy máu, nhiễm khuẩn do cơ quan tiết niệu và tiêu hóa. Biến chứng lâu dài của lạc nội mạc của phẫu thuật lạc nội mạc tử cung là giảm dự trữ buồng trứng, tổn thương chức năng đường tiêu hóa và tiết niệu. Phương pháp thứ hai tác giả nêu lên là với những người 70% những người mà không có thai sau phẫu thuật lạc nội mạc tử cung nội soi ấy, thì câu hỏi đặt ra phương pháp thứ hai là gì,
có nên điều trị bằng các thuốc kháng endometriosis không? Thì các nghiên cứu đều trả lời rằng các thuốc này không có hiệu quả và thậm chí có thể là có hại. Cái phương pháp thứ hai này tác giả nêu đến là cái kích thích buồng trứng với những cái thuốc như clomiphene citrate hay HMG, thì các nghiên cứu đều thấy hiệu quả hơn so với các bệnh nhân không được kích thích. Vấn đề IUI thì cũng còn tranh cãi theo nhiều nghiên cứu, nhưng mà các tác giả cho rằng IUI ở những cái ca không tái phát, dính ít, không có các yếu tố vô sinh khác đi kèm, thì tỷ lệ sinh sống cũng đã rất đáng khích lệ là 41% sau 3 lần IUI, đó là nghiên cứu của giáo sư Poli. Và cái phương pháp này rẻ hơn và cũng có hiệu quả. Và tác giả nêu tốt nhất ấy là nên kích thích buồng trứng cộng với IUI. Thì người ta thấy rằng là nếu kích thích buồng trứng và cộng với IUI thì là tỷ lệ 41% so với chỉ IUI mà không kích thích buồng trứng 17% bé trẻ sinh sống. Và tác giả thấy rằng là cái quan trọng là kích thích buồng trứng thì quan trọng hơn là IUI, bởi chúng ta biết là làm bào tử cung thì cái dự trữ buồng trứng bao giờ nó cũng rất là giảm. Về cái vấn đề mổ lấy hạn, có nên mổ lại là mổ lần hai của cái lạc động mạch tử cung không, thì các tác giả đều thấy rằng cái tỷ lệ mổ lại, tỷ lệ có thai cũng rất là thấp, và chỉ định cho những bệnh nhân đau lặp đi lặp lại và đau rất trầm trọng nhiều lần. Và cái mà tác giả nêu lên nhiều nhất là IVF. Thì hiện nay xu hướng thấy rằng là IVF thì được dùng nhiều nhất, nhưng mà gây rất là nhiều căng thẳng và đắt nhất nhưng mà hiệu quả nhất. Và có rất nhiều nghiên cứu về lạc mạc tử cung và IVF. Một số các câu hỏi tác giả đặt ra và cũng có được các nghiên cứu chứng minh. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là có bắt buộc phải điều trị lạc mạc tử cung trước khi làm IVF không? Có nên phẫu thuật trước khi làm IVF không? Thì trên 20 nghiên cứu cho thấy rằng không có lợi ích gì khi phẫu thuật trước IVF. Phẫu thuật không cải thiện được kết cục của IVF. Và IVF cho là được là phẫu thuật, sẽ là phẫu thuật đầu tay trong hai tình huống sau. Thứ nhất là nếu mà lạc động tử cung kết hợp với những nguyên nhân khác như là trưởng ngoài dạ con tái phát, vô sinh do nam, thì nên làm IVF ngay, không cần làm các biện pháp khác. Hoặc là lạc động tử cung rất nặng, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong phẫu thuật thì cũng nên làm IVF ngay. Kết quả IVF trên bệnh nhân lạc động mạc tử cung thì cái tỷ lệ có thai cộng dồn không khác biệt, thậm chí còn cao hơn so với nguyên nhân vô sinh do vòi. Thứ hai là có điều trị nội khoa trước IVF. Thì một số nghiên cứu thấy rằng là không có cái kết quả tốt, không có ảnh hưởng gì đến kết quả IVF khi mà điều trị bằng GnRHa agonist trước thời gian lâu trước IVF. Với những nghiên cứu về lạc động mạc tử cung ở buồng trứng và IVF thì người ta thấy rằng các nghiên cứu, rất nhiều nghiên cứu thấy rằng khối lạc động mạc tử cung thì không ảnh hưởng có hại đến IVF và đến những cái kết cục của IVF, như là ví dụ như là thai hoặc là tỷ lệ sinh sống. Và có một số ít nghiên cứu thì thấy rằng cắt khối lạc động mạc tử cung không cải thiện kết cục của IVF. Cái phương pháp dẫn lưu dưới siêu âm, dẫn lưu cái khối lạc động mạc tử cung dưới siêu âm cũng không ảnh hưởng tới kết cục của IVF. Và có một vài cái nghiên cứu thì tức là liệu pháp, tức là điều trị, tức là hút cái dịch lạc động mạc tử cung và sau đó bơm alcohol, pure alcohol, tức là alcohol tuyệt đối ấy, thì được khuyến khích và nó cũng không ảnh hưởng gì đến kết cục IVF. Cái này thì tí nữa Dr. Jean Clemenceau cũng có rất nhiều kinh nghiệm và đã làm ở trung tâm của chúng tôi. Và mổ nội soi cắt khối lạc động mạc tử cung thì tiềm ẩn suy buồng trứng sớm. Những vấn đề điều trị khối lạc động mạc tử cung trước khi IVF thì phẫu thuật lạc động mạc tử cung trước IVF với mục đích duy nhất, tức là lạc động mạc tử cung trước IVF, cái phẫu thuật lạc động mạc tử cung trước IVF thì không được khuyến cáo vì nó cũng không cải thiện cái kết cục của IVF. Không phẫu thuật lần hai cho bệnh nhân lạc động mạc tử cung tái phát. Những khối lạc động mạc tử cung dưới 6cm không ảnh hưởng gì đến chất lượng phôi và outcome của IVF, như là tỷ lệ có thai hoặc tỷ lệ thai sinh sống, nhưng có ảnh hưởng đến số nang và điều trị IVF. Cái này chúng ta đều số nang và liều điều trị gonadotropin. Một tác giả có một cái cũng nêu lên là không khuyến khích chọc hút nang siêu âm
cháu hút năng lạc mà tử cung trước IVF. Còn thiếu dữ liệu về phương pháp rửa nang bằng ancol, nhưng mà người ta thấy rằng có sau làm cái phương pháp thì kém tái phát lạc mà tử cung hơn, là phương pháp dẫn lưu không? Người ta thấy rằng là cái phương pháp ở đây thì tác giả cũng giới thiệu về phác đồ, cái phác đồ ultra long protocol kết hợp với phương pháp mà rửa bằng alcohol tuyệt đối ấy. Nếu mà nang mà trên 40 mm thì ở đây chúng tôi cũng có gặp một vài trường hợp và chúng tôi kết quả thành công cũng rất là tốt. Và cuối cùng thì tác giả có đưa ra ba cái tổng hợp về điều trị về lạc nội mạc tử cung với ba trường hợp xảy ra. Thứ nhất là nếu mà lạc nội mạc tử cung các yếu tố vô sinh do nam, do vòi, do nam, thì với những bệnh nhân vô sinh mà có yếu tố rất rõ ràng vô sinh do nam hoặc là do vòi tử cung thì nên cân nhắc làm IVF luôn. Nếu mà khối lạc nội mạc, nếu mà với những cái thăm khám thăm dò mà thấy rất rõ trên siêu âm hoặc là cộng hưởng từ thì thấy khối lạc nội mạc tử cung, nếu mà khối lạc nội mạc tử cung trên 40 mm thì tác giả nói rằng là khuyên nên làm cái phương pháp vừa tôi đã nói là cái ultra protocol, sau đó làm IVF. Lạc nội mạc tử cung thì có liên quan đến tình trạng phóng loãng kích thích. Vấn đề thứ ba nữa là với những cái trường hợp mà không có yếu tố vô sinh, không có yếu tố vô sinh đi kèm thì nên chẩn đoán bằng các về mức độ lạc nội mạc tử cung. Có thể là nếu mà không thấy có những vấn không rõ ràng về vấn đề có bệnh lý lạc nội tử cung thì có thể chờ đợi có thai tự nhiên. Nếu mà IUI 3 lần, nếu mà thất bại thì chuyển sang nội soi ở bụng. Nếu mà khi mà chúng ta chẩn đoán bằng các phương pháp thăm dò mà thấy là phương pháp cái lạc nội tử cung nặng thì chúng ta làm luôn IVF. Đấy là tất cả những cái phần mà tác giả đã tôi tóm tắt về bài lạc nội mạc tử cung của giáo sư Poly. Bài thứ hai của bác sĩ Chiến, đây cũng là một cái vấn đề còn rất là nhiều tranh cãi. Thực hiện nghiên cứu của chúng tôi đã được tiến hành trong một thời gian gần đến 5 năm với những kết quả đáng khích lệ. Thì chúng ta thấy rằng là tác giả cũng đưa ra rất là nhiều câu hỏi và chúng ta có nói với những khía cạnh rất thực tế về những phương pháp chúng ta làm như thế nào, với những cái phương pháp làm thế nào chúng ta giảm cái tỷ lệ khuyết sẹo mổ cũ, vì hiện nay chúng ta tỷ lệ có thai mổ đi thai rất là cao, làm thế nào chúng ta có thể giảm cái tỷ lệ này. Thì tác giả vẫn đưa ra rằng là với cái phương pháp mổ một lớp, khâu một lớp khâu tử cung và trở lại nên mạc tử cung vẫn là một phương pháp khích lệ, và thực tế là chúng tôi theo dõi cũng không thấy có cái tỷ lệ lạc mà cái khuyết sẹo mổ cũ thực ra ở đây xảy ra ở đây. Và thứ hai về vấn đề đặt cái chẩn đoán khuyết sẹo mổ cũ thì tốt nhất là vẫn làm một siêu âm, và đánh giá khuyết sẹo thì dựa chủ yếu là để chúng ta đưa ra các phương pháp điều trị là dựa vào cái chiều dày của cơ tử cung còn lại và cũng như là cái độ rộng của khuyết sẹo mổ cũ. Các yếu tố nguy cơ thì có rất nhiều yếu tố nguy cơ cũng được đưa ra, nhưng mà có được nhấn mạnh nhiều về phương pháp kỹ thuật khâu hiện nay, và chúng ta thấy rằng trước kia cũng khâu nhưng mà không có bị nhiều cái tỷ lệ lạc khuyết sẹo, nhưng hiện nay chúng ta thấy rằng là do cái kỹ thuật khâu của chúng ta nên là cái vấn đề này nó rất là nhiều nổi lên, và cũng có thể là do bệnh nhân làm IVF nhiều nên là chúng ta phát hiện ra. Và chúng ta thấy rằng khuyết sẹo mổ đẻ cũng là nguyên nhân vô sinh thứ phát. Quan điểm điều trị của tác giả nêu lên cũng như là một số nghiên cứu ở trên thế giới thì theo mục đích của bệnh nhân và các phương pháp điều trị hiện nay trên thế giới thì còn đang rất là nhiều tranh cãi. Cái này phụ thuộc vào lựa chọn của bệnh nhân, mục tiêu của bệnh nhân và cái tổn thương tại chỗ của khuyết sẹo và cũng như là kinh nghiệm và tay nghề của phẫu thuật viên. Tất cả các phương pháp điều trị thì phương pháp nào cũng đều phải dựa trên cái chiều dày cơ tử cung còn lại và mong muốn tức là nguyện vọng của bệnh nhân. Và cuối cùng thì cái nghiên cứu của chúng tôi trong gần 5 năm ở tại chúng tôi thì có được trên 129 bệnh nhân mổ khuyết sẹo soi buồng tử cung sửa khuyết sẹo mổ cũ,
Trong đó có 92 bệnh nhân đã làm thụ tinh ống nghiệm và sau đó được chuyển phôi theo phương pháp chuyển phôi. Và cái tỷ lệ có thai rất là cao, tức là tỷ lệ có thai lâm sàng là 55%, với tỷ lệ trẻ thai diễn tiến là 45% và thai sinh sống là 30%. Đây là một cái tỷ lệ rất là cao so với các nghiên cứu của các tác giả khác, mặc dù cái cỡ mẫu của chúng tôi khá lớn. Và tỷ lệ có thai tự nhiên, không làm gì cả, chỉ sửa sẹo không thì đã là 34,3%. Tác giả cũng đưa ra một cái vấn đề cần thảo luận, tức là có nên, nếu mà nên làm thế nào, nên sửa khuyết sẹo một cỗ trước khi làm IVF hay là sau. Thì tác giả đều thấy rằng nếu mà khuyết sẹo một cỗ đơn độc thì nên phẫu thuật trước và có thể trong thời gian chờ người ta đã có thể có thai. Nhưng mà nếu có kết hợp với những nguyên cơ khác, vô sinh do vòi hoặc các lý do khác thì nên làm phôi trước và sau đó chúng ta phẫu thuật và sau đó chuyển phôi. Kết luận của tác giả thì cũng như là các tác giả ở trên thế giới, tức là thứ nhất là chúng ta khẳng định rằng cái phương pháp soi buồng tử cung để sửa khuyết sẹo mổ cỗ là một phương pháp rất là có hiệu quả, đơn giản và ít xâm lấn, và đưa cũng cái tỷ lệ của thành công cũng rất là cao. Vấn đề chính là chúng ta phải xem vị tại chỗ, cái dựa vào cái chiều dày của niêm mạc, cái bề dày cơ tử cung. Nếu mà tỷ lệ mà bề dày đó trên 2,5 mm, chúng ta có thể phẫu thuật được. Và phẫu thuật này rất an toàn, ở chúng tôi chỉ một ngày là bệnh nhân có thể ra viện được, chi phí không đắt và rất là đơn giản. Xin cảm ơn hai bài của hai tác giả, và chúng ta bây giờ sang phần Q&A, và xin nhường cái phần điều khiển, cái phần Q&A này cho tiến sĩ Sang Tây Mang Sa và Dr. Chiến. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Tô Minh Hương. Vâng, để bắt đầu cái phần thảo luận của chúng ta thì xin được gửi câu hỏi đầu tiên tới giáo sư Puli. Xin thầy cho biết tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật lạc nội mạc tử cung là bao nhiêu ạ? Trả lời cứ phát tiếng Anh thì cũng có nghe được mà. Chiến có nghe được ông không? Anh Chiến ơi, mà bác Sa đang muốn nói nhưng mà hình như không.
Xin lỗi các bạn, bây giờ chúng có một số, chút vấn đề về mặt kỹ thuật. Thì trong lúc chờ cái câu hỏi thứ nhất được trả lời từ giáo sư Puli, chúng ta chuyển qua câu hỏi số 2 trước ạ. Xin ban tổ chức cho xin câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là tiêu chuẩn nào xác định đã phẫu thuật sửa sẹo mổ thành công? Thì tôi xin được phép trả lời bạn như sau. Thứ nhất là nếu như chúng ta biết là để chẩn đoán khuyết sẹo mổ lấy thai thì chúng ta chẩn đoán dựa trên siêu âm và dựa trên lâm sàng. Về lâm sàng như tôi đã nói trong bài của mình, tức là dựa trên cái việc là bệnh nhân của chúng ta bị rong kinh, rong huyết, cụ thể là da dịch nâu và những ngày gần giữa chu kỳ kinh. Và trên siêu âm thì chúng ta cũng có cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Thế thì để xác định là phẫu thuật đã sửa sẹo đã thành công hay chưa thì chúng ta cũng dựa trên hai yếu tố đó. Về mặt lâm sàng, tức là khách hàng của chúng ta, bệnh nhân của chúng ta hỏi thôi là em hay chị còn bị rong kinh hay không. Nếu như câu trả lời là không thì tôi gần như chắc chắn là bạn đã thành công bởi cái phẫu thuật của mình. Mặt khác là khi chúng ta siêu âm lại, siêu âm ngả âm đạo vào cái ngày thứ 18 đến ngày 14 ấy, như lúc chúng ta chẩn đoán, và chúng ta có, thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rằng dịch không còn ở trong lòng tử cung nữa, thì đấy là một cái dấu hiệu tốt. Và vẫn có thể còn dịch ở tại vị trí mổ đẻ cũ, nhưng bề dày cơ tử cung còn lại ngay từ tháng tiếp theo, tức là chu kỳ sau thứ hai đó, đã dày hơn. Và chúng ta so sánh cái bề dày cơ tử cung còn lại trước và sau mổ, và dựa trên các yếu tố lâm sàng, thêm yếu tố là dịch từ vị trí khuyết sẹo có chảy vào trong lòng tử cung hay không, thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta căn cứ vào cái việc là phẫu thuật của chúng ta có thành công hay không. Xin được phép đọc câu hỏi tiếp theo. Khuyết sẹo mổ sau bao lâu sẽ hình thành sau mổ? Bao lâu cho bệnh nhân siêu âm kiểm tra lại nguy cơ sau mổ lấy thai? Thì câu hỏi này, cảm ơn bạn đã đặt cái câu hỏi này. Thực ra câu hỏi này thì tôi cũng sẽ không thể trả lời chính xác được là khuyết sẹo mổ sau bao lâu sẽ hình thành. Tức là chúng ta muốn là ví dụ như là sau khi mổ lấy thai 3 tháng thì chúng ta hướng dẫn bệnh nhân của chúng ta đi khám lại, hay 6 tháng chúng ta hướng dẫn bệnh nhân của chúng ta đi khám lại, và chúng ta có thể chẩn đoán được hoặc là tiên lượng được là cái bệnh nhân này có bị khuyết sẹo mổ lấy thai hay không, thì chúng ta đều hiểu câu hỏi như thế. Nhưng rất tiếc là như tôi đã nói ở trong bài của mình là chúng ta chẩn đoán dựa vào yếu tố lâm sàng là chủ yếu. Khi mà bệnh nhân của chúng ta nói với chúng ta rằng bạn ấy bị rong kinh với đặc điểm như tôi đã nói, thì lúc đó chúng ta mới nghĩ đến là khuyết sẹo. Trên thực tế thì khi mà trong thời gian tới khi chúng tôi tiến hành cái nghiên cứu cũng cái trên cỡ mẫu mà chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật, thì sẽ có những cái thông tin chi tiết hơn, và hy vọng trong một cái báo cáo lần sau sẽ có câu trả lời chính xác hơn cho câu hỏi của bạn. Nhưng thường thì khuyết sẹo không xuất hiện ngay sau khi mổ lấy thai. Đơn giản là tôi cũng rất ít khi thấy, có thể là các bệnh nhân của chúng ta chưa quan tâm lắm đến vấn đề này trong thời kỳ cho con bú. Nhưng chúng ta lưu ý là khi chưa có chu kỳ quay trở lại 6 tháng thì chắc chắn là chưa có hiện tượng khuyết sẹo mổ lấy thai, và chúng ta cũng không nghĩ tới việc đó, cũng không có cái căn cứ nào để chúng ta nghĩ tới việc đó. Thế thì sớm nhất cũng là sau khi mà người bệnh đã mổ lấy thai xong, bắt đầu cho con ăn dặm hoặc là tức là ăn thức ăn ngoài đó, thì bắt đầu có chu kỳ. Và những chu kỳ đầu tiên thì sớm nhất cũng phải trong vòng khoảng 1 năm theo như cái những cái bệnh nhân của tôi. Tất nhiên chúng tôi xin hứa là khi mà chúng tôi thực hiện cái nghiên cứu này sâu hơn với các cái thông tin chi tiết hơn, thì trong một cái báo cáo lần tới có thể sẽ có câu trả lời chính xác hơn một chút cho câu hỏi của bạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi tiếp theo là mổ nội soi sửa sẹo bao nhiêu lần thất bại thì không tiến hành nữa. Câu hỏi rất hay ạ, xin cảm ơn câu hỏi này. Trên thực tế là chúng ta đều biết rằng bất kỳ phương pháp phẫu thuật nào cũng không có tỷ lệ thành công 100%. Theo như nghiên cứu y văn của chúng tôi, và trên thực tế theo những cái bệnh nhân mà chúng tôi thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung sửa sẹo, thì như chúng ta đã biết là cũng sẽ có những bệnh nhân, dù cho chúng ta thực hiện phương pháp nào thì cũng sẽ có những bệnh nhân thất bại, và tỷ lệ thất bại nó cũng có thể lên tới 30-40% hoặc thậm chí 50%. Thì một số khách hàng, một số bệnh nhân của chúng tôi đã phải thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung lần hai. Tức là theo nếu như hỏi ý kiến cá nhân tôi thì có lẽ là chúng ta có thể thực hiện 2 lần,
chúng ta có thể thực hiện 2 lần. Và nếu như mà lần thứ 2 rồi mà vẫn không thành công thì đấy là những ca rất là khó rồi, chúng ta nên cân nhắc. Thực ra là sau 1 lần không thành công, chúng ta nên cân nhắc cái việc chuyển đổi cái phương pháp mổ, có thể là từ mổ nội soi buồng tử cung chuyển thành mổ nội soi ổ bụng hoặc là mổ mở để cắt lọc vết mổ và khâu lại, thì chúng ta nên cân nhắc cái việc thay đổi. Trên thực tế thì trong những bệnh nhân của chúng tôi đã có những bệnh nhân mổ lần 2 và sau đó chuyển phôi thành công, và có một bệnh nhân đặc biệt là mổ lần 2 đặt phôi thất bại nhưng sau đó bạn ấy có thai tự nhiên, thì tôi vẫn nhớ rất rõ cái cây này. Thì đấy là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này xin nhờ tiến sĩ Tô Minh Hương trả lời. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn rất là hay. Thực ra thì chúng ta mổ nội soi soi buồng tử cung để sửa sẹo mổ ấy, tức là chúng ta đã, thứ nhất là chúng ta làm như là dẫn lưu cái vết sẹo đó như là một cái hầm ếch, chúng ta dẫn lưu để cho nó không bị đọng máu. Và chúng ta thực tế là chúng ta đã dùng dao hai cực, chúng ta đốt các cái tổ chức viêm nhiễm ở trong đó. Nên chúng tôi nghĩ rằng chuyển phôi xong, với các cái nghiên cứu chúng tôi thấy là 2 tháng sau chúng tôi đã chuyển phôi rồi và tỷ lệ thành công, chứ không cần phải chờ lâu, bởi vì lâu quá cũng chưa chắc đã là tốt. Và tôi nghĩ là thời gian ngắn nhất là 2 chu kỳ kinh nguyệt là có thể chúng ta có thể xem được. Tất nhiên chúng ta phải sửa, phải đánh giá được là cái thành công của cái mổ này nó như thế nào, sớm nhất là như vậy. Thế còn lại thì cũng như bác sĩ Chiến vừa nói rồi, chúng ta không hy vọng rằng là mổ xong là chúng ta không còn một tí dịch nào trong đó. Chúng ta có thể làm được ngay rất ít khi, nhưng mà chúng tôi khi mà làm xong, chúng tôi hút cái dịch ra, chúng thấy dịch nó trong và nó tốt hơn rất nhiều so với những lần trước. Và bản thân cái sẹo nó cũng thay đổi rất là nhiều khi mà sau mấy tháng sau kiểm tra. Bạn hỏi cái cut off nào để quyết định phương pháp can thiệp sửa sẹo nội soi hay mổ mở. Thì cái này chúng ta có một cái cut off. Cut off thứ nhất là cut off về cái chiều dày cơ tử cung còn lại. Thì như vừa nãy chúng ta thấy trong bài tổng quan thì có tác giả nói là 2,5, các tác giả thì bảo 3. Nhưng thực ra thì có những nghiên cứu của Trung Quốc, tôi có nhìn thấy cũng sơ mẫu cũng khá đấy. Người ta làm có hơn 1, cũng không có ca nào vỡ tử cung cả. Nhưng mà với chúng tôi thì chúng tôi nên khuyến cáo các bạn nên làm từ 2,5 trở lên. Nhưng mà không phải chỉ có cái chiều dày cơ tử cung còn lại mà các bạn còn phải xem cái độ rộng của nó như thế nào. Nếu mà cái vết mổ đó nó sâu chỉ khoảng 2,5 nhưng nó rất là rộng thì chúng ta làm chưa chắc đã thành công, và chúng ta có thể phải xem xét phương pháp nội soi hay mổ mở. Vấn đề nội soi chúng ta biết rằng là rất phụ thuộc vào kỹ thuật, kinh nghiệm của người mổ, và cái này là bác sĩ nào mà giỏi với cái này thì làm được, hoặc không thì mổ mở. Thì chúng tôi thấy rằng có nghiên cứu ở phụ sản Hà Nội hiện nay, tôi thấy là cái tỷ lệ mổ mở thành công khá cao cho những cái trường hợp mà mổ cái vết mổ nó rất rộng và rất là mỏng. Vâng. Xin chuyển câu hỏi này cho giáo sư Puli để tôi đọc câu hỏi của bạn. Kinh nghiệm của giáo sư về điều trị nội khoa trước và sau phẫu thuật lạc nội mạc tử cung. Vì lạc nội mạc tử cung là bệnh lý mãn tính và cần có kế hoạch điều trị lâu dài. Xin chuyển câu hỏi cho phiên dịch và chuyển tới giáo sư Puli ạ.
được không? Theo kinh nghiệm của tôi về điều trị nội khoa trong phẫu thuật trong và sau phẫu thuật lại nội mạc tử cung thì chủ yếu điều trị nội là cho những bệnh nhân có triệu chứng đau do lạc nội mạc tử cung. Với một bệnh nhân trẻ tuổi đến khám thì vô sinh hiếm muộn, và chúng ta phải điều trị phẫu thuật nội soi để chẩn đoán và điều trị vô sinh và phát hiện lạc nội mạc tử cung trong trong khi phẫu thuật nội soi thì thường thì chúng ta sẽ không điều trị nội khoa gì đối với bệnh nhân này, mà chúng ta theo dõi từ 3 đến 6 tháng. Nếu như mà bệnh nhân không có thai sau 3 đến 6 tháng theo dõi thì chúng ta sẽ bắt đầu kích thích bệnh chứng cho bệnh nhân, có thể là bằng phác đồ ultrasound protocol. Với một bệnh nhân trước khi điều trị IVF thì chúng ta sẽ điều trị thì chúng ta sẽ, nếu mà bệnh nhân có đau thì chúng ta sẽ cần điều trị nội khoa hoặc là mổ để giải quyết lạc nội mạc tử cung. Giáo sư Puli, một chút để các chúng ta nắm rõ hơn. Thứ nhất là về điều trị nội khoa thì như giáo sư đã nói ở trong cái bài của mình thì chủ yếu là điều trị đau thôi, tức là những cái trường hợp mà bị lạc nội mạc tử cung buồng trứng hoặc là nội mạc tử cung trong cơ thì chúng ta sẽ điều trị đau với các cái liệu pháp khác nhau. Còn lại thì điều trị lạc nội mạc thì chúng ta cũng không có một cái thuốc nào đặc trị để giống như kiểu anti lại những cái tổ chức mà lạc nội mạc để mà thực sự có hiệu quả và giúp cải thiện một cách rõ rệt tình hình, tức là cái điều trị nội khoa chỉ dựa trên điều trị đau. Ngoài ra thì giáo sư cũng có nói đến cái việc lạc nội mạc tử cung trong cơ, đến cái chẩn đoán là chúng ta có thể sử dụng siêu âm hay MRI trong tùy từng tình huống và dựa trên bệnh cảnh lâm sàng nữa. Và cái điều trị phẫu thuật hay là nội khoa của lạc nội mạc tử cung trong cơ thì nó cũng tùy vào thuộc cái loại lạc nội mạc tử cung trong cơ, tức là nếu như chúng ta có những ổ lạc nội mạc tương tự ở trong cơ mà tương tự như kiểu nhân sơ ấy, thì chúng ta có thể nghĩ đến cái biện pháp phẫu thuật. Còn lại thì nếu như mà nó lan tỏa thì cái điều trị nội khoa cũng khá là khó. Và về kinh nghiệm của các bác sĩ ở IVF Vinmec thì trong những trường hợp lạc nội mạc tử cung trong cơ thì xin được bổ sung là chúng tôi thường sử dụng cái difelin, cái decapeptin ấy 3.75 mg. Thì tôi nhớ là ví dụ bản thân tôi cũng có một bệnh nhân rất là khó, rồi tử cung cực kỳ xấu luôn với khối lạc nội mạc tử cung trong cơ rất là to, nhưng mà sau đó thì bạn ấy đến và bạn ấy nói là các bác sĩ khác đã khuyên là phải mang thai hộ. Thế thì tôi cũng đã thuyết phục được bạn đấy tạo phôi, rồi chúng tôi sử dụng cái decapeptin đấy trong 4 chu kỳ và sau đó đặt phôi và bạn ấy đã sinh con thành công. Thì theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì nếu như là lạc nội mạc tử cung trong cơ thì điều trị nội khoa và liên quan đến hiếm muộn thì chúng ta sử dụng decapeptin sẽ có hiệu quả tương đối tốt. Xin mời câu hỏi tiếp theo từ ban tổ chức. Câu hỏi tiếp theo xin được đọc ạ, của một bạn khán giả. Phẫu thuật lạc nội mạc tử cung có nguy cơ làm giảm dự trữ buồng trứng, giáo sư có thể chia sẻ các kinh nghiệm kỹ thuật để hạn chế tổn thương buồng trứng và lấy tối đa tổn thương không? Xin mời ban tổ chức chuyển câu hỏi này cho giáo sư Puli ạ.
Okay, xin được phép tóm tắt lại câu trả lời của giáo sư Puli như sau về cái câu hỏi của bạn. Thì đúng là ông có nói là trong những trường hợp mà bệnh nhân trẻ mà đau nhiều và có cái khối lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng rất là lớn thì cái việc phẫu thuật đó chỉ định phẫu thuật là do đau nặng, tức là thì có thể làm giảm dự trữ buồng trứng. Và cái kinh nghiệm của ông thì chúng ta về bảo tồn cái khả năng sinh sản thì chúng ta có thể có một trong hai lựa chọn. Ví dụ như cái kỹ thuật của chúng ta mà tốt thì chúng ta có thể trữ mô buồng trứng trong cái quá trình phẫu thuật, tức là chúng ta bóc cái nang lạc nội mạc nhưng đồng thời là lấy một miếng mô buồng trứng và trữ lại. Và cũng có thể là nếu như cái kỹ thuật đó ở trung tâm của chúng ta không cho phép thì chúng ta có thể kích trứng và trữ noãn. Nhưng ông cũng lưu ý rằng trữ noãn thì thường những cái trường hợp này cái số noãn mà trưởng thành ấy thì nó cũng khá là thấp. Và nếu mà theo nghiên cứu thì nếu như chúng ta chỉ có một noãn mature, một noãn mà trưởng thành ấy, thì khả năng có thai sau này khi mà chúng ta thụ tinh, làm thụ tinh ống nghiệm rồi giã cái noãn đó ra và làm thụ tinh ống nghiệm thì chỉ rơi vào 6% thôi. Thì đấy là chúng ta cũng lưu ý. Và cũng nhân cái câu hỏi và câu trả lời của giáo sư Puli thì cũng xin phép và mời tất cả các bạn đã có mặt trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta vẫn có một cái session nữa rất là đặc biệt và liên quan đến cái vấn đề bảo tồn khả năng sinh sản cũng của IVF Vinmec. Chắc cũng các bạn cũng đã thấy ở trên thư mời thì để các bạn nhớ tham gia và theo dõi thì sẽ có những cái thông tin rất là mới và cập nhật về cái vấn đề bảo tồn khả năng sinh sản. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi, xin được phép đọc câu hỏi. Kinh nghiệm của giáo sư trong việc sử dụng bơm rửa cồn trong lạc nội mạc tử cung buồng trứng hiệu quả ở kích thước nang như thế nào? Bơm rửa lưu cồn trong thời gian bao lâu để có hiệu quả tốt? Với các trường hợp xuất hiện lạc nội mạc tử cung trong chu kỳ chuẩn bị niêm mạc tử cung, kinh nghiệm của giáo sư là gì? Tôi hiểu rằng bạn muốn hỏi giáo sư Puli, nhưng trên thực tế khi mà làm việc với chúng tôi thì tiến sĩ Sark cũng có khá nhiều kinh nghiệm về cái vấn đề này, thì xin chuyển câu hỏi này. Xin lỗi, cái bộ phận ban tổ chức có thông báo là cũng có một vấn đề kỹ thuật với lại tiến sĩ Jean Clément Sark, thì xin ban tổ chức chuyển câu hỏi này cho giáo sư Puli.
Trong lúc chờ giáo sư Puli trả lời câu hỏi tiếp theo của bạn thì tôi xin phép được tóm tắt câu trả lời thứ nhất của giáo sư Puli, thì có việc để nói sử dụng cái cồn tuyệt đối để bơm rửa trong cái khi mà chúng ta hút cái nang lạc nội mạc tử cung buồng trứng, thì giáo sư có khuyến cáo là những trường hợp mà nang lạc nội mạc tử cung buồng trứng mà có kích thước trên 4 cm thì chúng ta nên sử dụng cái việc là chọc cái nang đó dưới hướng dẫn của siêu âm trước khi thực hiện IVF. Và chúng ta đều biết là khi mà chúng ta chọc những cái nang lạc nội mạc đó dưới hướng dẫn siêu âm thì khả năng mà nó tái phát là rất là cao. Thì theo nghiên cứu là nếu mà chúng ta chọc đơn thuần như vậy thì khả năng tái phát nó có thể lên tới 60-70%. Tuy nhiên khi mà trong những trường hợp khi mà giáo sư áp dụng cái ancol tức là cái cồn tuyệt đối thì cái khả năng tái phát nó giảm xuống chỉ còn 5-10%. Tuy nhiên thì giáo sư cũng có nói đến việc là có một số cái tác giả người Tây Ban Nha ấy, có nói đến cái việc là bơm cồn vào trong cái nang đó và chờ khoảng 15 phút rồi hút cồn ra, bởi vì là cái cồn này khi mà nó bắt đầu có tác dụng thì nó có thể gây phá hủy các cái tế bào mà lạc nội mạc tử cung thì có thể gây đau cho bệnh nhân của chúng ta. Nhưng mà giáo sư cũng có nói là cái theo kinh nghiệm của ông thì cứ để cái cồn đã bơm vào trong ở trong cái nang đó và nó cũng không có gây cái biến chứng gì nguy hiểm và sẽ có cái hiệu quả tốt hơn là cái việc là chúng ta chờ 15 phút sau rồi chúng ta rút cái cồn này ra giống như kiểu là bơm rửa, thì kinh nghiệm của giáo sư là bơm và để lại. Chúng ta chờ câu trả lời tiếp theo của giáo sư. Vâng, cái giáo sư Puli có bổ sung thêm một cái câu hỏi của một bạn khán giả là cái lượng, cái volume của ancol mà chúng ta bơm vào trong cái nang đấy là như thế nào? Thì giáo sư cũng có hướng dẫn là chúng ta, thứ nhất là sau khi mà rút hết cái dịch chocolate ở trong cái nang đó thì chúng ta nên rửa bằng nước muối sinh lý. Và sau khi rửa mà chúng tương đối sạch rồi thì chúng ta sẽ bơm một cái lượng ancol nó bằng 50-60% lượng cái volume mà chúng ta lấy ra.
trong một số trường hợp thì kinh nghiệm bản thân tôi thấy là cái năng lạc nội mạc có thể là khá lớn, chúng ta có thể lấy ra 100 thậm chí 200 ml, thì các bạn lưu ý là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái biện pháp này thì chúng ta sẽ bơm một lượng cồn tương ứng. Và giáo sư cũng có nhắc lại cái việc là để chúng ta để cái cồn lại trong cái nang đó, và cũng không phải lo lắng gì, cũng không có tai biến gì nghiêm trọng, và chúng ta không rút cái cồn này ra nữa. Chúng ta sau khi rửa sạch nang thì bơm một lượng cồn là 50-60% cái volume chúng ta lấy ra. Và xin nhắc lại cái câu trả lời của giáo sư Puli như vậy ạ. Vâng, có một câu hỏi nữa cho giáo sư Puli là với các trường hợp xuất hiện lạc nội mạc tử cung dưới niêm mạc tử cung trong chu kỳ chuẩn bị niêm mạc tử cung, kinh nghiệm của giáo sư là gì? Thì xin mời ban tổ chức chuyển câu hỏi này cho giáo sư Puli được. Rồi, xin được phép tóm tắt lại câu trả lời của giáo sư Puli với câu hỏi này. Thì theo ông thì mới đầu thì ông cũng có nói đến cái việc là cái chẩn đoán của cái lạc nội mạc tử cung ở trong cơ thì nó cũng sẽ có khá khó khăn. Và theo kinh nghiệm của ông thì nếu như mà người bệnh đó mà không có dấu hiệu gì, ví dụ như băng kinh hay thống kinh, thì có khả năng là ông cũng không làm gì cả mà vẫn chuyển phôi. Thì tôi hiểu cái câu hỏi này của bạn là khi mà chúng ta siêu âm mà theo dõi niêm mạc nó xuất hiện một số cái nang xít nhỏ, thì đây cũng là một dạng lạc nội mạc tử cung trong cơ. Thực ra là lạc nội mạc tử cung trong cơ thì nó có nhiều dạng khác nhau. Những cái xít nhỏ này thì tôi cũng xin phép được bổ sung cái kinh nghiệm cá nhân của bản thân thôi. Thì thực ra cái này là tôi nhìn thấy khi mà tôi sang bên cái trung tâm phẫu thuật nội soi của Leuven của Bỉ với giáo sư Campo, thì bên đó thì họ có một số cái dụng cụ đặc biệt thì họ có thể dùng để chọc. Tức là khi mà chúng ta nội soi, phẫu thuật nội soi buồng tử cung ấy, chúng ta soi chẩn đoán và chúng ta nghi ngờ và chúng ta định vị
cùng với sự kết hợp của kết quả siêu âm hoặc là máy siêu âm có ở trong cái phòng phẫu thuật ấy, thì chúng ta sẽ định vị được cái vị trí của cái nang sít đó. Khả năng nó là một cái nang lạc nội mạc tử cung trong cơ nhỏ dưới dạng sít ấy, thì chúng ta sẽ dùng dụng cụ đặc biệt chúng ta chọc và chúng ta có thể giống như kiểu là xử lý cái nang đó để lấy nó ra. Tức là ít nhất thì chúng ta cũng chọc cho cái dịch ở trong nang đó, thường là nó sẽ có cái dạng dịch nâu đen kiểu của lạc nội mạc tử cung nó chảy ra. Hoặc còn lại thì ở Việt Nam thì tôi cũng chưa, tại IVF Vinmec chúng tôi cũng chưa có cái dụng cụ chuyên biệt đó, nhưng mà nếu như mà các bạn nghi ngờ thì chúng ta cũng có thể thực hiện phẫu thuật soi buồng tử cung chẩn đoán, và chúng ta tìm cái vị trí nghi ngờ đó và chúng ta dùng cái mỏ của cái dao hai cực ấy, thì chúng ta có thể mở cái chỗ đấy ra, thì đấy cũng là một cái cách giải quyết. Còn lại thì quay trở lại với câu trả lời của giáo sư Puli là trong những cái trường hợp mà người bệnh nhân của chúng ta có cái chẩn đoán rõ ràng, ông nhắc lại là chẩn đoán khá là khó, chúng ta có thể sử dụng siêu âm hoặc MRI, và cái cách điều trị thì cũng như tôi cũng đã nói với kinh nghiệm của IVF Vinmec là chúng ta sử dụng cái decapeptin, thì có thể 3, 4 hay 6 chu kỳ mà như chúng ta vẫn dùng để ức chế cái sự phát triển của cái nang lạc nội mạc này. Vâng, xin hết, xin mời ban tổ chức cho câu hỏi tiếp theo. Kính thưa các quý vị khán giả, kính thưa các diễn giả của chương trình ngày hôm nay, do phần thảo luận của chúng ta chắc là sẽ chỉ còn khoảng thời gian để cho một câu hỏi cuối cùng này nữa thôi ạ. Xin phép mời cô Tô Minh Hương sẽ điều phối giúp chương trình câu hỏi này ạ. Câu hỏi cuối cùng là hỏi bác sĩ Chiến ạ. Nguyên nhân của cái khuyết sẹo mạc cũ và hiếm muộn có liên quan đến cơ chế gây viêm, vậy có nên dùng kháng sinh trong quá trình chuẩn bị niêm mạc tử cung không? Bạn thứ nhất thì đúng như bạn nói, tức là nguyên nhân của cái khuyết sẹo mạc cũ và hiếm muộn có liên quan đến cơ chế gây viêm, nhưng cái viêm này thì nó cái cơ chế nó khác, giống như kiểu viêm mãn tính, tức là chúng ta nếu như mà chúng ta làm sinh thiết niêm mạc tại cái thời điểm đó hoặc là cái lúc mà đang có bị rong kinh á, thì chúng ta cũng có thể có những cái marker, ví dụ như các cái tế bào bạch cầu hoặc là cái marker như CD138 như ở Vinmec chúng tôi vẫn làm. Thì việc sử dụng kháng sinh thì theo kinh nghiệm, thứ nhất là kinh nghiệm của cá nhân tôi và của các bác sĩ trong trung tâm IVF Vinmec, thì chúng tôi không sử dụng kháng sinh bởi vì cơ chế viêm này nó khác, nó không phải là do các cái mầm bệnh gây ra, cho nên là chúng tôi nhắc lại là kinh nghiệm cá nhân thì không sử dụng kháng sinh. Và khác là các bạn lưu ý là nếu như chúng ta phẫu thuật thành công thì chúng ta sẽ chuyển phôi vào sớm nhất ở chu kỳ tiếp theo hoặc là 2-3 chu kỳ sau đó, và khi mà chúng ta phẫu thuật thành công rồi thì chúng ta khả năng rất lớn là chúng ta không còn cái phản ứng viêm này nữa, thì như thế mới đấy là cái dấu chỉ dấu của việc là cái phẫu thuật đã thành công. Còn cái việc mà có nên dùng kháng viêm dạng corticoid ví dụ như prednisolone hay không, thì thứ nhất là chúng tôi không dùng, và chúng tôi cũng có, chúng ta khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc đó thì có thể có logic, nhưng cũng khuyến cáo các bạn là không nên dùng khi mà chưa có biểu hiện rõ ràng của cái việc là niêm mạc tử cung bị viêm mãn tính. Và trong trường hợp là nếu như có bằng chứng đấy là niêm mạc tử cung bị viêm mãn tính, thì theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì có thể dùng cái nhóm kháng viêm corticoid thì có thể là có giá trị chứ không phải là kháng sinh ạ. Xin cảm ơn cái câu trả lời của bác sĩ Chiến. Câu hỏi của chúng ta thì còn rất là nhiều nhưng thời gian thì có hạn. Phần thảo luận của chúng ta rất là sôi nổi, thì đề nghị các quý vị đại biểu nếu mà các bạn nào còn những câu hỏi thì xin chuyển câu hỏi cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ có thể trả lời theo những cái phương tiện thông tin cá nhân riêng. Bây giờ tiếp theo, phần tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn GE với đầu tiêu đề là giải pháp siêu âm chuyên dụng cho lĩnh vực thăm khám hỗ trợ sinh sản, siêu âm Volution. Xin mời. Lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời cảm ơn toàn thể quý bác sĩ đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Em thấy chương trình ngày hôm nay có rất là nhiều cái bài giảng và cái chia sẻ vô cùng hữu ích. Thì bên cạnh những cái kiến thức này thì em xin chia sẻ một chút về những cái công nghệ, vì công nghệ nó là cái công cụ để giúp quý bác sĩ hiện thực hóa được cái kiến thức mà mình học trong cái quá trình mình làm và cũng như là trong cái hội thảo ngày hôm nay. Thì em xin phép hỏi là quý bác sĩ có thấy cái slide của em chia sẻ đây không ạ? Có. Dạ vâng.
Thì em là Long, em là quản lý dòng máy siêu âm Volution cho ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Thì như em nói thì hôm nay em xin phép được chia sẻ những cập nhật công nghệ về siêu âm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Phần trình bày của em sẽ đi vào cái vai trò siêu âm là chung của siêu âm, sau đó là những cái công nghệ cập nhật, những công nghệ siêu âm 3D chuyên dụng cho siêu âm IVF, và tiếp nữa là cái giải pháp, cái thiết bị nào có tất cả những công nghệ đó. Và cái cuối cùng là em xin chia sẻ cái case study, cái practice rất là hay của nhóm bác sĩ ở trung tâm QC Sana tại Ý và FIVAP tại Tây Ban Nha. Họ thực hiện siêu âm hỗ trợ sinh sản bằng cách hạn chế tiếp xúc và giãn cách xã hội. Đây là một cái practice nó rất là hay trong điều kiện COVID-19. Thì em xin đi vào với vai trò của siêu âm. Như quý bác sĩ đã biết, siêu âm có vai trò rất là quan trọng trong sản phụ khoa. Thăm khám phụ khoa kết hợp với siêu âm cho phép đánh giá cái chu kỳ buồng trứng tử cung, niêm mạc tử cung, buồng trứng, đánh giá những cái bộ phận trong khung chậu và đánh giá những cái bệnh lý về tử cung và phần phụ. Trong sản khoa giúp quý bác sĩ biết được các cái tuổi thai và cái sự phát triển của thai trong bụng mẹ, cũng như là xác định cái thời điểm cho những thời điểm xanh cho những cái thai kỳ có nguy cơ cao. Còn đối với siêu âm hỗ trợ sinh sản thì siêu âm đóng vai trò là chẩn đoán cái nguyên nhân vô sinh, theo dõi cái quá trình phát triển của năng noãn trong cái quá trình tích trứng và dẫn đường cho các cái thủ thuật trong IVF. Tiếp theo là em xin được đi vào những cái công nghệ 3D. Thì 3D trong vòng 15 năm trở lại đây thì các cái máy móc siêu âm nó phát triển rất là nhiều, và các cái công nghệ hình ảnh nó cũng phát triển rất là nhiều cái khoa học kỹ thuật trong đó. Thì càng ngày cái 3D càng được sử dụng rất nhiều trong siêu âm chẩn đoán lâm sàng. Đối với cái siêu âm hỗ trợ sinh sản thì siêu âm 3D còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tại vì xuất thân của 3D là từ siêu âm sản khoa, thì mình chỉ đáp ứng cái thị hiếu người mẹ thấy được cái gương mặt em bé. Nhưng càng gần đây thì siêu âm 3D càng chứng minh được cái vai trò giúp quý bác sĩ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn những ca bệnh lý. Đối với siêu âm hỗ trợ sinh sản IVF thì siêu âm 3D nó có công dụng rất là lớn trong những cái ứng dụng sau. Thứ nhất là nó cho phép quý bác sĩ thấy được cái hình thái tử cung, u sơ tử cung. Thứ hai là giúp quý bác sĩ đánh giá được ống dẫn trứng. Cái thứ ba là hỗ trợ quý bác sĩ trong siêu âm dự trữ buồng trứng. Cái thứ tư là hỗ trợ quý bác sĩ theo dõi quá trình kích thích trứng, và cuối cùng là xác nhận cái thời điểm mang thai. Em xin đi vào cái ứng dụng đầu tiên là cái siêu âm 3D, nó cho quý bác sĩ quan sát một cách coronal, và một cách coronal này là mình không thể thấy được trên 2D. Nó giúp cho quý bác sĩ chẩn đoán được những cái nguyên nhân vô sinh mà bắt nguồn từ cái dị tật buồng tử cung bẩm sinh. Và cái siêu âm 3D này cho quý bác sĩ thấy được cái đường thanh mạc, và qua đó là giúp quý bác sĩ phân biệt được cái tử cung hai sừng và tử cung có vách ngăn tốt hơn cái kỹ thuật X quang HSG. Và trong những cái tình huống mà dính buồng dính và tắc thì cái hình ảnh siêu âm 3D mà cắt coronal này cho ra cái kết quả nó chính xác hơn. Và một điểm nữa là mà cắt coronal này cho quý vị quan sát được cái vùng chuyển tiếp. Vùng chuyển tiếp này thì có rất là quan trọng trong việc đánh giá những cái lạc nội mạc trong cơ tử cung. Tiếp theo là công nghệ siêu âm 3D buồng tử cung còn cho phép quý bác sĩ định vị và vẽ bản đồ u sơ tử cung cũng như là polyp, giúp cho quý bác sĩ thấy rõ được những cái vị trí của những cái u sơ polyp trước khi phẫu thuật. Và công nghệ 3D buồng tử cung ở cái lĩnh vực này cho ra hình ảnh tốt không kém gì MRI, nhưng mà được cái là thứ nhất nó thuận tiện, có cái đầu dò mà mình làm ngay luôn, và cái thứ hai nữa là nó tiết kiệm kinh phí hơn, và cái thứ ba nữa là mình làm bao nhiêu lần cũng được. Thì đây là những cái lợi điểm rất là lớn của đầu dò 3D âm đạo cũng như là kỹ thuật 3D trong hỗ trợ sinh sản. Kết hợp cái 3D buồng tử cung với siêu âm bơm buồng thì sẽ cho quý bác sĩ thấy được cái vị trí tương quan, vị trí giữa u sơ tử cung và cái nội mạc tử cung, và đương nhiên là nó có cái thấy được những cái tổn thương trong cái nội mạc và những cái micropolyp. Tiếp nữa đó là cái ứng dụng của siêu âm 3D trong cái việc theo dõi cái kích thích năng nón. Theo nhiều nghiên cứu gần đây thì trên thế giới thì cho thấy là việc đếm các cái năng nón tự động trên 3D nó lại cho cái kết quả là chính xác hơn trên 2D, là bởi vì các cái năng nón này nó không hề giống nhau và nó cũng không hoàn toàn là hình cầu, cho nên đo bằng 3D thì sẽ cho ra kết quả tổng quan là nó chính xác hơn trên 2D. Và theo một cái nghiên cứu gần đây thì cái thể tích của những cái năng nón này nó có cái tương quan tốt với cái tế bào nón trưởng thành. Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia tại trung tâm FIVAP của Tây Ban Nha thì những cái năng nón có cái kích thước là 0.7cc thì đều có cái năng nón trưởng thành. Điều này là rất là hữu ích trong việc quyết định cái ngày tiêm thuốc rụng trứng.
Và các chuyên gia cũng test thử cái đếm năng noãn tự động trên 3D này so với trong những trường hợp mà bệnh nhân đi hiến chứng, thì kết quả cũng tương tự là cho thấy là cái kết quả nó độ nhạy và độ chính xác là tốt hơn. Và ngoài ra khi trong cái siêu âm dự trữ buồng trứng thì những cái năng thứ cấp vẫn có thể được đếm tự động được một cách chính xác và đầy đủ như hình bên dưới đây. Và cái công nghệ này nó rất là hữu ích trong cái trường hợp buồng trứng đa năng. Và tiếp theo nữa là cái siêu âm 3D khi mà kết hợp với cái siêu âm HICO-SI thì có thể tái tạo lại được cái cấu tạo giải phẫu của cái vỏ trứng, qua đó giúp quý bác sĩ đánh giá được cái thông tắc của ống dẫn trứng. Ngoài ra thì nó có một cái hình ảnh rất là trực quan để quý bác sĩ có thể trao đổi với đồng nghiệp, với những cái đơn vị khác, và cũng như là để tư vấn cho cái người bệnh. Cái hình ảnh nó rất là thuyết phục, rất là trực quan. Thì hy vọng trong năm nay nhiều cái cơ sở IVF lớn ở trong nước có thể bắt đầu thực hiện cái công nghệ này. Và cuối cùng là công nghệ 3D hỗ trợ quý bác sĩ xác nhận cái sự mang thai. Thì đối với các bệnh nhân IVF thì khi mà cái lần đầu tiên siêu âm mà biết được là họ đậu thai thì nó rất là có một cái gì đó rất là cảm xúc, rất là đặc biệt với họ. Thì siêu âm 3D nó đem lại hình ảnh rất là trực quan, rất là sống động, những công nghệ hình ảnh rất là tốt, khiến cho lưu trữ được cái cảm xúc của người bệnh, nó giải quyết được cái khâu cảm xúc đó. Và ngoài ra thì siêu âm 3D còn cho thấy được cái thai làm tổ ở vị trí nào, vị trí bình thường hay là bất thường. Và trên những dòng máy cao cấp thì quý bác sĩ còn có thể phân biệt được các loại đa thai từ giai đoạn sớm bằng thông qua việc thấy được cái số lượng thai và số lượng túi ối. Thì đó là các công nghệ 3D chuyên dụng cho hỗ trợ sinh sản. Vậy thì cái máy siêu âm nào nó có đầy đủ những công nghệ đó? Thì em xin phép được đi vào phần tiếp theo. Từ trước đến nay thì tất cả những công nghệ em vừa trình bày thì nó đều chỉ có ở trên những dòng máy rất là cao cấp thôi. Tuy nhiên khi mà GE vừa mới cho ra đời một cái dòng máy nhỏ gọn đầy đủ tất cả các công nghệ nó trên cho IVF, và nó đồng thời nó có cái thiết kế rất thông minh và nó được tối ưu tự động hóa rất là cao. Vâng, đó chính là máy siêu âm Volution Sweep. Thì máy siêu âm Volution Sweep thì được thiết kế rất là nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển. Nó có thể di chuyển rất là linh động giữa các cái văn phòng, những cái phòng ban như là phòng phẫu thuật, phòng xanh, giường bệnh, phòng làm thủ thuật. Và nó được tích hợp pin để mà cái công việc thăm khám không bị gián đoạn. Ngoài ra cái màn hình cảm ứng của Volution Sweep rất là lớn, kèm theo rất ít nút bấm, nó tạo điều kiện tối đa cho quý bác sĩ có thể vệ sinh khử khuẩn dễ dàng. Như vậy là cái thiết kế này nó tối ưu cho những cái thủ thuật như là bơm buồng tử cung, chọc hút trứng, khi mà máy siêu âm dễ bị phơi nhiễm bởi những cái dịch từ những cái thủ thuật. Và ngoài ra cái màn hình cảm ứng này thì mình có thể sử dụng găng tay và mình điều khiển rất là dễ dàng. Thì đó là những cái thiết kế mà tối ưu cho cái phòng IVF của máy Volution Sweep. Tiếp theo là một cái đặc điểm hay nữa là quý bác sĩ dù cho chưa biết gì về siêu âm 3D thì vẫn có thể làm nó dễ dàng, tại vì máy siêu âm Sweep được tích hợp những công nghệ tự động cao cấp. Ví dụ như là siêu âm 3D buồng tử cung thì quý bác sĩ chỉ cần vẽ một đường theo niêm mạc tử cung trên cái màn hình cảm ứng thì máy siêu âm sẽ dựng tự động dựng toàn bộ cái khâu còn lại. Tương tự như vậy, cái việc đếm trứng quý bác sĩ chỉ cần chạm tay trên màn hình cảm ứng thôi, còn lại là máy sẽ tự động hiển thị ra các cái năng noãn. Thì chính vì những cái công nghệ tự động rất là hay này cho nên là bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể sử dụng những công nghệ 3D một cách hoàn toàn là dễ dàng. Đây cũng chính là cái lý do vì sao máy Sweep rất được ưa chuộng trên những trung tâm IVF trên thế giới. Và tiếp theo em xin được chia sẻ một số cái practice rất là hay của nhóm bác sĩ tại hai trung tâm FIVAP Tây Ban Nha và QC Sana tại Ý. Thì các nhóm bác sĩ này đang practice rất là hợp với cái điều kiện hiện tại là giảm tiếp xúc trực tiếp và tăng cường giãn cách xã hội. Họ gọi cái protocol này gọi là thăm khám hiếm muộn trong một lần gặp, nó rất là hay. Cái bước đầu tiên khi mà họ hẹn gặp bệnh nhân á, là họ sẽ sử dụng telemedicine, có nghĩa là sẽ thông qua Microsoft Teams hoặc là qua Zoom, qua online để họ trao đổi, phỏng vấn bệnh nhân và quyết định những cái phương pháp sẽ thực hiện với bệnh nhân. Đó là bước đầu tiên, là không gặp mặt trực tiếp mà là thông qua telemedicine. Cái bước thứ hai, khi bệnh nhân mà tới phòng khám ấy, thì nhóm bác sĩ sử dụng một cái công nghệ 3D. Họ sử dụng cái ưu điểm rất là lớn của 3D, có nghĩa là 3D có nghĩa là mình thu lại hình ảnh khối trước và sau đó về sau mình mới bắt đầu mình phân tích xử lý dữ liệu. Có nghĩa là cái thời gian để thu cái dữ liệu khối nó không có lớn, và cái thời gian lớn là thời gian để xử lý cái hình ảnh đó để cho ra cái kết quả đánh giá. Thì các nhóm chuyên gia này đã sử dụng cái phương pháp 3D để họ kiểm tra từ triệu chứng buồng trứng, tử cung, bòi trứng, và kết thúc cái buổi thăm khám thì họ kết hợp siêu âm 3D với siêu âm bơm buồng
để mà đánh giá cái niêm nội mạc tử cung và cũng như là cái cấu tạo của cái ống dẫn chứng. Thì sau khi bệnh nhân đã rời khỏi thì họ mới thực hiện cái bước thứ ba là phân tích đánh giá cho ra kết quả. Thì với cái practice như vậy thì cái thời gian tiếp xúc bệnh nhân được rút ngắn, rất là ngắn, dựa trên cái benefit của cái 3D nó làm được cái chuyện đó. Thì đó, họ đã cho ra đời cái phương pháp là thăm khám hiếm muộn trong một lần gặp là như vậy. Và tiếp theo là họ chia sẻ hai cái ca lâm sàng thì em xin phép được chia sẻ tiếp theo sau đây. Cái ca đầu tiên là của một bệnh nhân 45 tuổi mong muốn được hiến chứng. Thì sau khi được telemedicine thì họ được bệnh nhân được hẹn tới để siêu âm 3D và siêu âm bơm buồng. Thì cái kết quả siêu âm cho thấy là cái tử cung có hình vòng cung và bị dính ở phần đáy. Và sau đó thì bệnh nhân được đưa đến bác sĩ phụ khoa thực hiện phẫu thuật nội soi. Thì đây, trên đây là một số cái hình ảnh về siêu âm 3D. Đây là cái hình ảnh siêu âm 3D buồng tử cung. Đây là siêu âm 3D buồng tử cung kết hợp với bơm buồng. Và dưới là siêu âm 3D buồng tử cung kết hợp với siêu âm cắt lớp. Và cuối cùng là siêu âm 3D buồng tử cung trên công nghệ OmniView. Tiếp theo em xin được đi qua sang ca thứ hai. Ca thứ hai là bệnh nhân 28 tuổi có tiền sử phẫu thuật cắt vòi trứng và cắt vòi trứng phải vì thai ngoài tử cung. Thì trên hình ảnh siêu âm 3D thì thấy một cái buồng tử cung bình thường. Và qua cái hình ảnh, qua công nghệ Sono ABC Control đếm những cái năng noãn tự động thì thấy buồng trứng có cái dự trữ buồng trứng là tốt. Và tiếp theo, nhưng mà khi mà siêu âm bơm buồng 3D thì thấy trong nội mạc tử cung có những micropolyp là gợi ý một cái viêm nội mạc mãn tính. Và khi siêu âm 3D, 4D cái vòi trứng thì thấy hình ảnh vòi trứng là nó bị vằn ngoằn ngoèo nhưng mà nó không giãn. Và những cái phản âm này cho thấy là cái dịch cản âm di chuyển chậm. Thì cái kết quả giải phẫu bệnh cho thấy là khẳng định xác nhận lại là bệnh nhân bị viêm cái nội mạc tử cung. Và bệnh nhân này đã được hẹn để nội soi buồng tử cung kết hợp với sinh thiết trực tiếp sau khi điều trị kháng sinh. Thì hai ca lâm sàng này cũng kết thúc cái phần trình bày của em. Thì em rất là cảm ơn quý bác sĩ đã lắng nghe và hy vọng là quý bác sĩ đã có được những cái thông tin kiến thức thật là bổ ích sau cái chương trình ngày hôm nay. Bản thân em thì thấy chương trình này rất là tuyệt vời. Em xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn về bài giới thiệu máy GE của công ty máy Volution công ty GE. Bản thân ở VinMec của chúng tôi thì chúng tôi đã sử dụng cái máy GE 3D này để sử dụng khảo sát buồng tử cung từ rất lâu rồi và chúng tôi đã có báo cáo ở hội nghị iSport Expert Meeting khoảng 2-3 năm trước đây gì ạ. Và hiện nay có thể nói là với những bệnh nhân IVF ấy, chúng tôi sử dụng cái máy siêu âm 3D này để khảo sát buồng tử cung thay thế cho cái việc chụp buồng tử cung nếu mà là bệnh nhân IVF. Và chúng tôi thấy có rất là nhiều những cái ưu việt của máy siêu âm 3D này cho trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Rất là mong là trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái nghiên cứu và những cái ứng dụng nhiều hơn như là Mr. Long vừa nói. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa giáo sư Jean-Luc Pouli, tiến sĩ Jean Clemenceau, bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến, Mr. Long và các quý vị đồng nghiệp. Sau bao giờ chúng ta đã nghe và thảo luận các chủ đề rất mới và vẫn còn nhiều tranh cãi trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và phần trình bày ứng dụng về siêu âm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Với ba báo cáo, quý vị đã được cập nhật những kiến thức và kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý lạc nội mạc tử cung, khuyết sẹo mổ lấy thai và những ứng dụng hữu ích của siêu âm 3D trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Hy vọng buổi thảo này ngày hôm nay sẽ mang lại những thông tin mới mẻ, hữu ích và thiết thực cho công tác điều trị của chúng ta. Thay mặt ban điều hành, tôi xin trân trọng cảm ơn tới các diễn giả, Dr. Sa, người điều hành phiên hội thảo cùng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đồng nghiệp trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn tới ban lãnh đạo hệ thống VinMec, bệnh viện VinMec, Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ, ban tổ chức hội thảo đã tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ trong buổi hội thảo hôm nay. Xin cảm ơn nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn GE và một người nữa không thể không nói lời cảm ơn, đó là bác sĩ Bùi Bích Phương. Hôm nay đã thực hiện rất là xuất sắc cái vai trò phiên dịch. Xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị đại biểu và gia đình. Xin hẹn gặp lại các đồng nghiệp với hai phiên hội thảo tiếp theo diễn ra vào ngày 16 và 22 tháng 1. Tôi xin tuyên bố phiên hội thảo đầu tiên kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.
Recording stopped.